Bây giờ Hường sẽ thử thử là chia nhóm thành 8 nhóm. Anh em mà thấy có cái yêu cầu lên, tức là nó hiện lên màn hình, nó bảo là tham gia nhóm, thì các bạn bấm vào cái nút tham gia ấy để tham gia vào cái nhóm 3 người. Có nhóm lâu lâu có nhóm 4 người thì anh em giao lưu, xin chào nhau một cái. Xong nói là tôi tên là, ví dụ tôi là Huyền đến từ Đà Lạt, tôi tên là An đến từ Sài Gòn, vậy thôi, nó chút xíu thôi, đâu đó là khoảng cỡ 60 giây, rồi mình sẽ Hương sẽ bấm cho mọi người quay trở lại phòng Zoom lớn. Mình chia sẻ như thế để mình giao lưu, mình học có hiệu quả hơn mọi người, ok không? Ok hết em. Ok, rồi. Vậy thì mình sẽ chia thành 8 phòng. Ok, mọi người bấm ok đi, mọi người bấm ok để tham gia phòng xin chào nhau cái xong rồi ra đây. Ok. Anh Trần Ghi với anh Công Trần mình ok vào vào nhóm luôn đi, cho nó xâm tụ sinh hoạt với mọi người. Công Trần luôn nè, vào nhóm luôn đi. Ruby vào nhóm chia sẻ giới thiệu phát và đa. Anh Trần Ghi ok vào nhóm đi, anh Trần Ghi vào vào nhóm với mình ra, mình vô mình giao lưu với một số bạn xong chúng mình ra. Ok, anh Lai 4 là anh Lai 4 là mình đổi tên luôn đi. Anh Đức Liêm có nhóm chưa? Anh Vũ Đức Liêm có nhóm chưa? Vivi Phone Khánh Vi hả? Ok, có anh có like 4 kia nè, cái tên Zoom là like 4, anh có nhóm chưa? Anh Thắng Phạm mới vô có nhóm chưa? Mọi người ok vào nhóm hết đi để ấy nha, rồi 60 giây nữa cho mọi người rời ra. Rồi ok, ổn không? Mọi người mới vô nhóm ổn không? Ổn không các bạn? Rồi chút xíu, 30 giây nữa, 30 giây nữa cho các thành viên trở lại. Giây nữa các bạn ra hết chưa? Nãy giờ các bạn ở trong đấy giao lưu thấy như nào, có giao lưu được không hay là ở trong đấy tắt luôn camera im? Câu nào không nói câu nào không? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rồi các bạn đã ra hết. Chào mừng các bạn quay trở lại. Xin chào mừng quay trở lại. Hồi nãy giờ mọi người có ai không nói câu nào không? Có ai không nói đang câu tâm nào không? Xuống số đang 0 đang đi. tâm sự khí thế luôn, tự nhiên chị Hường nghe mặt ra phòng lớn À vậy lắm hả? mặt Ok vậy nha, vậy nha, tinh thần tí nữa mình khi mà mình học trong quá trình mình học ấy, lâu lâu cái mình zoom mình chia sẻ phát, lâu lâu cái mình zoom phát, lâu lâu cái mình zoom phát để cho mình anh có nhiều năng chạy lượng hồ hơn. biết là dự anh có có mặt. Ok ổn nha cả nhà, tinh thần là vậy, cứ tí nữa cứ như vậy và mình sẽ chia sẻ. Với cả khi mà mình vào nhóm ấy, ai chưa mở video thì mình mở video mình giao luôn. Thấy vậy chứ mọi người biết sao không? Ngày xưa ấy là khi mà Hường lúc mà Hường khởi nghiệp cách đây 5 6 năm, 6 7 năm gì đấy. Đấy rồi mình cũng tham gia một số cái Zoom. Cái Zoom đó lúc đấy thì không phổ biến đâu, nó chỉ có một vài lần hiếm lắm mới có tham gia những chương trình hội thảo trực tuyến. Và sau đấy thì còn trả được tiếp nữa. Rồi mình cũng tham gia học nhóm với một số anh chị. Rồi một vài trong số đấy bỗng dưng trở thành người yêu cũ. Thì biết đâu mình cứ vậy thôi, mình cứ chia sẻ, mình cứ thoải mái thôi, không biết được điều gì trong tương lai. Nên là mọi người cứ thoải mái, và một số thì lại trở thành đối tác rất là tuyệt vời sau này.
Ngày xưa khi mà Hường khởi nghiệp cách đây 5-6 năm, tức là mình lúc đấy mình không có biết cái con đường nào mình làm, mình cuộc sống rất là vất vả, mình muốn tìm một cái con đường nào đó để thay đổi bản thân nhưng không biết đi đâu. Tóm lại là muốn thay đổi, tóm lại là muốn giàu nhưng mà không biết làm như thế nào, chỉ biết là mình đang rất là vất vả, mình phải làm điều gì đó để thay đổi thôi. Thì lúc đấy á, mình mới làm quen một vài người bạn rồi tham gia một vài lớp khởi nghiệp. Lúc đấy lớp khởi nghiệp nó đâu đó là 3 đến 4 ngày xuyên đêm, 3 đến 4 ngày như thế, và tham gia một số anh chị. 3 năm sau nhìn lại rồi mình nhìn thấy những người cùng lớp ngày đó, có những lớp miễn phí, có những lớp trả phí và có những người thành công rực rỡ. Và bản thân mình ở vị trí nào trong lúc đấy? Thì lúc đó mình nhìn lại những người anh chị cùng mình mới thấy mình thay đổi như thế nào. Ngày xưa khi mà mình khởi nghiệp, mình chơi với họ, mình cùng chơi với họ, mình tham gia những chương trình cùng nhau, mình cùng phát triển. Có những người tham gia hết mình, có những người tham gia hời hợt, có những người họ tham gia và lưỡng lự không biết là mình tiếp tục hay là lùi bước. Nhưng mà sau đấy 3 năm sau thì hai gọi là hai đẳng cấp phân biệt rõ rệt. Những người tham gia hời hợt thì họ vẫn gọi là mèo vẫn hoàng mèo đấy, tức là luôn luôn vẫn 5 năm sau họ vẫn như thế. Còn mình thì thực sự là chỉ có 3 năm thôi mình đã thay đổi rõ rệt, và mình nhìn lại cái hành trình đấy, mình thực sự là mình nhìn lại những con người mà mình gặp ngày đấy ấy, mình mới thấy mình thay đổi cỡ nào. Chứ nếu như những không có họ xuất hiện trong cuộc đời mình thì mình cũng không biết là mình như thế nào cả. Nên là bất cứ cái thời điểm nào trong cuộc đời, từ cái lúc mà mình chưa thành công, mình sẽ gặp người chưa thành công, và sau 1 năm sau mình sẽ lên một tầng cao mới và mình nhìn lại xem như nào, mình sẽ gặp những người khác. Rồi 3 năm sau mình lại gặp những người khác, rồi 5 năm sau chúng ta lại gặp những người khác. Và mỗi lần chúng ta gặp, gọi là chúng ta tìm thấy một peer group mới, một đội nhóm mới là những người thành công hơn. Ngày xưa Hường mới tìm hiểu về affiliate marketing, mới tìm hiểu về Clickbank, thì mình mơ hồ mình cũng đi học nhiều người, từ Ewen Chia cho tới Ben Zun và những người thầy một số nhóm tại Việt Nam, rồi cũng đọc sách và tham gia những cái lớp Zoom, những cái lớp học trực tuyến online ấy, mình cứ mua khóa học rồi họ cho mình cái tài khoản mình chui vô mình học vậy đó, tiếng Anh học. Thì lúc đấy mình cũng là một người rất là mơ hồ đấy, mình có những người bạn khác. Sau khi mà doanh số mình lên trên 2.000 đô một tháng, 2.000 đô một tháng thì mình sẽ lại gặp, mình cũng tham gia một cái nhóm mới những người khác. Rồi sau này mình 10.000 đô, vậy tự nhiên cái mình vô tình hay cố ý gì đó mình lại tham gia một nhóm khác, là nhóm những người là 10.000 đô trở lên. Rồi sau này khi mà mình thực ra là mình cảm thấy là từ Clickbank nó chỉ là một phần trong cuộc sống mà mình còn có nhiều khía cạnh affiliate khác, thì mình lại gặp những đội nhóm khác. Lúc này thì mình gặp nhiều, khá là nhiều chủ doanh nghiệp, từ những chủ doanh nghiệp nhỏ cho đến những chủ doanh nghiệp có 100 tỷ mỗi tháng, tức là mỗi năm thu về 100 tỷ doanh số nha, doanh số. Tức là mình gặp những chủ doanh nghiệp, tức là mỗi thời kỳ chúng ta gặp những người mới. Thì ngay thì mình cũng qua một thời kỳ như thế, và mỗi người đến với cuộc đời mình thì họ mang một cái sứ mệnh là mình sẽ họ sẽ giúp mình phát triển lên một cái tầng nào đấy. Nên là mọi người cứ giao lưu thoải mái đi nha, biết đâu ai đó là trở thành người yêu cũ hay sao, hoặc là sugar daddy thì sao. Rồi sugar baby thì bây giờ mọi người sẵn sàng chưa, cái gì đây, bình luận gì đây? Hi, sao mình không nghe được tiếng nói của Hương vậy, gì kỳ vậy, chi lăng vậy, cửa bắp vậy, cái micro hẳn gì vậy, mọi người nhớ bình luận Nghe cho ngồi cho mà mọi nghe người rõ nghe. mà, em nào nói không nghe sao được, anh bên Túc bên Phần Lan còn nghe mà. Đúng rồi, Phần Lan còn nghe rõ, mà ông nào á mà nghe không rõ nhớ bình luận cái hãng micro này để anh em né ra nha, đừng mua. Rồi em bình thường à, anh kiểm tra lại xem. Rồi ok, thì tinh thần cái nhóm mà Hường tạo ra đây là chương trình chia sẻ hàng tuần miễn phí, hoàn toàn miễn phí, nên mọi người cứ thoải mái chia sẻ giao lưu và mình sẽ học tập với nhau. Mục đích là để tạo cái nguồn cảm hứng cho mọi người làm cái mảng affiliate marketing này, và mình cũng muốn là mọi người tạo giúp cho Hường một cái nguồn cảm hứng để Hường biết là mọi người mong chờ cái chia sẻ hàng tuần, để mà mình chia sẻ nhiệt tình hơn cũng như là tổ chức thường xuyên hơn hàng tuần. Hiện tại thì mình với anh Lý Thành Nguyên, trong đây có ai biết anh Lý Thành Nguyên, biết số số 1, biết số số 1 phường, nếu mà mọi người hoặc là giơ tay cũng được, biết số số 1. Ok, hiện tại là mình với anh Lý Thành Nguyên sẽ thường xuyên thay phiên nhau tổ chức những cái chương trình Zoom như thế này, gọi là để giữ lửa đam mê. Thì năm 2018 ấy, mình có viết ra một cái sứ mệnh, một cái ước mơ
của mình là một ngày nào đó đưa cái tầm nhìn của lĩnh vực Athlete Việt Nam vươn tầm thế giới. Ngày đó khi mà mình tham gia một sự kiện tại Singapore, nơi đấy có rất là nhiều cao thủ Athlete Marketing tham gia một cái sự kiện đấy, thì có một cao thủ, có người cao thủ Hồng Kông, có cao thủ là Đài Loan, và đặc biệt hai nước láng giềng của chúng ta thuộc khu vực Đông Nam Á là Malaysia và Singapore. Malaysia thì có Ben Chun cực kỳ nổi tiếng trên thế giới, đi diễn giả tại Úc, tại Mỹ, khắp nơi ở trên thế giới luôn. Còn ở Singapore thì có Yvonne Chia, như hồi nãy anh Trần Nghi nhắc đấy, là một người mặc dù bây giờ ổng có vẻ lỗi thời bởi vì ổng già rồi, nhưng ngày xưa ổng là một thời bắt tay với Donald Trump, là một người cực kỳ nổi tiếng, và qua nước Mỹ người ta chào đón, một người gọi là ngưỡng mộ, người ta ngưỡng mộ, là một người cuốn sách sáng tác ra cuốn sách là tôi kiếm $1,000,000 trên internet như thế nào. Tại mình thấy rất là nhiều cao thủ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng ở Việt Nam mình không có ai luôn. Thật sự là mình không tìm thấy ai đứng trên sân khấu đấy, và mình thật sự là mặc dù lúc đấy còn nhỏ bé lắm, còn nói chung là cuộc sống mình cũng chưa có là gì cả, mình cũng cảm thấy mình rất là nhỏ bé, nhưng mình có một cái khao khát, trong một ngày mình sẽ tìm vàng trong đám đông. Trong một đám đông rộng lớn sẽ có những con người thực sự thay đổi cái vị thế Athlete Marketing của Việt Nam trên trường quốc tế. Và từ đấy tới giờ thì Hường cũng đã nỗ lực, cũng tìm nhiều cách. Và thực tế thì mình cũng có tổ chức một số chương trình đào tạo, và mình cũng cho ra đời những bạn học viên. Mình bây giờ mình cảm thấy rất là tự hào về những bạn học viên đấy. Và thực sự là mình tổ chức những cái chương trình như thế thì sau một thời gian qua thì cũng chưa tới được 1,000 bạn học viên. Nên là mình cảm thấy là với con số 1,000 như thế thì bao giờ mình mới tìm ra được một cục kim, tức là tìm ra được kim cương trong đám đông để mình có thể là đứng lên sân khấu quốc tế để chia sẻ về cái hành trình thành công, để chia sẻ về cái sự tự hào của Việt Nam. Bởi vì là mọi người biết sao không, để mà thành công trong mảng này mà có thể chia sẻ, thứ nhất là phải tìm người đấy phải giỏi này, có doanh số cao, thứ hai họ phải giỏi tiếng Anh, thứ ba là họ phải có thực sự đam mê chia sẻ, và họ thực sự là mưu chí, họ làm tới cùng. Nhiều bạn làm affiliate hay lắm, bao nhiêu thế hệ học viên của Hường họ kiếm rất là nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ sâu ra, tức là chưa bao giờ gọi là đăng một cái status nói là xin chào, hôm nay tôi vừa bán được 10,000 đô nhé. Không có chuyện đấy đâu, im ru và ngồi sau chiếc máy tính và bán hàng. Bây giờ Hường cũng có tổ chức một số chương trình gọi là chương trình tiếp thị giá cao, để mà mình chia sẻ tại sao các bạn cần phải chia sẻ nó ra, tại sao các bạn tham gia vào đội nhóm. Nhưng mà rút cuộc quy về lại thì các bạn giỏi cứ lại chơi với nhau. Những bạn 10,000 đô một tháng cái lại kiếm một bạn 10,000 đô một tháng khác, và các bạn chơi nhau, các bạn không chơi với người khác, và các bạn không muốn chia sẻ nó ra ngoài. Thực tế là chắc là có thể chưa tới thời điểm thôi, người ta phải dấn thân 4-5 năm sau, người ta thấy chán ấy với cái việc ngồi sau chiếc máy tính rồi, thì người ta mới bắt đầu là nghĩ tới con đường chia sẻ. Mình cứ hy vọng vậy. Thực tế là các bạn chuyển sang đầu tư á, các bạn chuyển sang gọi là đầu tư bất động sản đồ các kiểu. Như mấy năm trước mọi người sẽ thấy có những nhân vật rất là nổi tiếng về Clickbank. Từ cái ngày mà Hường chưa có chia sẻ về Clickbank trên mạng xã hội thì mình thấy có những người doanh số rất là bự, đúng không? Nhưng thực tế họ chỉ làm đâu đó, là chia sẻ đâu đó 1-2 năm sau đó họ cũng về làm bất động sản luôn. Thực tế bất động sản nhiều tiền lại nhiều đó, bất động sản hay là các kiểu khác. Thì bây giờ mình cũng thực tế là năm 2020 ấy, thì thực khi mà Covid xảy ra thì mình cảm thấy là cũng có khá là nhiều thử thách đối với bản thân mình. Bởi vì là khi Covid-19 xảy ra thì nước nào họ cũng sẽ tìm cách để phòng thủ cho nước đấy. Ví dụ như ngày xưa là toàn cầu hóa, nhưng mà bây giờ thì ok cũng toàn cầu hóa, nhưng mà họ sẽ bảo vệ cho nước họ. Họ ví dụ như nước Mỹ ngày xưa chưa Covid, họ sẽ tài trợ cho Liên Hợp Quốc, họ sẽ tài trợ cho cái WHO hay các kiểu, đúng không? Nhưng khi Covid xảy ra thì họ sẽ lo họ về bảo vệ cho nước họ. Họ chỉ dùng hết toàn bộ cái nguồn lực của mình để có thể giúp cho người dân họ thoát khỏi những tình trạng cực khổ này. Chính phủ nào cũng vậy, từ chính phủ Mỹ cho đến chính phủ Ấn Độ, chính phủ Việt Nam, hay tất cả các nước đều tìm cách bảo vệ cho nước mình đầu tiên. Cho nên các nguồn tài trợ nó không có. Nên là ngày xưa khi toàn cầu hóa, mình đặt cái quảng cáo, ví dụ như ngày xưa chị quảng cáo Microsoft Ads, đặt quảng cáo, mình ngồi Việt Nam mình đặt quảng cáo tại Mỹ rất là dễ dàng, và hầu như là một người sở hữu tới hàng trăm cái tài khoản Microsoft Ads như thế, họ đặt mỗi ngày con số cực bự. Nhưng sau khi á, một cái thử thách lớn đó là khi mà nước Mỹ ấy, họ sẽ tìm cách họ bảo vệ cái gọi là cái thị trường của họ đấy,
thì khi mà mình ở Việt Nam mình tạo một cái tài khoản mình target tại Mỹ thì nó lại là một cái thử thách. Họ sẽ ưu tiên cho những người Mỹ target hơn, họ sẽ bảo làm như thế. Đại khái là mọi người có thể hình dung như thế. Và nếu mà mình tạo một cái tài khoản, tóm lại là ngày đó thì cũng là cái ngày mà Facebook họ cũng thực hiện chính sách tương tự, nên mọi người sẽ thấy là cuối đâu đó 2020 thì các tài khoản quảng cáo của chúng ta ấy là không dễ được tạo ra nếu mà chúng ta quảng cáo tại Mỹ nha. Còn nếu mà tạo quảng cáo và chạy quảng cáo tại Việt Nam thì thực ra cũng bình thường à, nó cũng không có phải khó lên mấy. Vậy nên là mọi người hình dung là lúc ấy thì mình cũng gặp khá nhiều thử thách. Đấy, tuy nhiên là sau này á, thực tế là mình cũng hơi thử thách, hình hơn cảm giác là cũng lo lắng. Và sau này một thời gian, tới thời điểm này, và mình cũng nhìn thấy là được kết quả của những người học viên cũ, họ đã nỗ lực mỗi ngày và thời gian qua họ đã vượt qua được, gọi là vượt bão, và họ ra những kết quả rất là lớn. Thì bây giờ mình để tạo nguồn cảm hứng cho mọi người, tại vì không có ai mà sẽ làm một cái thứ mà mình không biết là mình nó đi về đâu và không biết tại sao mà mình làm. Nên là mình không muốn là trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay hướng dẫn cho các bạn những thứ mà các bạn sẽ không biết đi về đâu, mà mọi người muốn hình dung, các bạn có thể hình dung và các bạn có thể biết là những con số đó như thế nào và nó sẽ có những cái kết quả như thế nào, và mọi người có và tìm hiểu thêm, nhớ là phải tìm hiểu kỹ lý do tại sao mình bắt đầu rồi mình sẽ làm. Vậy nên là bây giờ mình sẽ chia sẻ một số cái doanh số chút xíu, rất là nhạy cảm về tiền bạc một tí. Đấy, nhưng mà mình sẽ xin phép là không show tên của các bạn, mình cũng sẽ chia sẻ với cái phần chat nhưng mà mình sẽ giấu cái tên cái người đấy đi, bởi vì là như mọi người thấy rồi đó, không có, đa số mọi người đều không muốn là công khai cái doanh số của mình lên mạng, cũng như là họ chỉ muốn là âm thầm kiếm tiền thế thôi, chứ chứ bí mật cá nhân với cả mình cũng chưa là xin phép họ là được show lên. Nên là mình và cái buổi chia sẻ này là Zoom Zoom online như thế này nên mình là cũng không biết là có ai có ghi âm không, hay là có ai có ghi hình hay không. Thực tế là mình cũng không cho phép các bạn ghi bên kia, nhưng mà ví dụ như quay một số phần mềm các bạn cố ý các bạn ghi cũng được, nên là nó quay lại hình của người ta thì không nên, nên mình cũng cũng không có muốn ảnh hưởng như thế. Nên bây giờ mình sẽ show một số, mình sẽ cho các bạn xem một cái số con số nó kiểu như nó tạo nguồn cảm hứng. Mục tiêu bây giờ ấy là tạo nguồn cảm hứng cho các bạn làm. Thì bây giờ mọi người xem chút kia ok không, mọi người viết xuống ok phát thì tương tác phát thì. Ok, phát tương tác phát cho nó vui đi các bạn. Để mình sẽ mở lên. Mở lên. Người đừng lặng yên đến thế. Vì lặng yên sẽ giết chết con tim. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Thoải mái thôi cả bạn, thoải mái. Bây giờ mục tiêu mấy tháng tới của mình là cứ chia sẻ làm sao cho cái nguồn cảm hứng của chúng ta, cái động lực của chúng ta. Thực tế là nếu như các bạn tự chiến thì mình mới mới cái các bạn có tinh thần gọi là quyết tâm, mà thực sự là các bạn tự quyết tâm ấy, chứ còn mình có nguồn cảm hứng, mình có tạo động lực đằng trời thì cũng 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 vô ích thôi. Nếu các bạn không có sự quyết tâm đủ lớn và các bạn không hiểu lý do tại sao bắt đầu, các bạn không có nội lực ở bên trong ấy, thì mình có thần thánh thì mình cũng không có làm được, giúp được mọi người. Ok, như này. Ok, mọi người biết số cái của. Trong đây là cũng gần 30 anh em mà trong đây có nhiêu cái ok rồi mấy anh chị. Các anh em còn lại thì như thế nào? Ông nào chưa biết số ok. Mình phải thấy nhiều ok mình phải thực sự là cảm thấy các bạn hào hứng nhớ. Các bạn muốn biết, thực ra mình muốn chia sẻ thật là nếu như mọi người muốn biết cảm giác của người chia sẻ như thế nào, hãy thử một lần chia sẻ đi. Bữa nào đấy mở một cái Zoom, mời những người khác vô chia sẻ coi thử cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Tự nhiên mình sẽ hiểu thôi. Mình hiểu cảm xúc của người đối diện khi mà không có được nhiều sự tương tác. Nè nha. Bây giờ Hường sẽ chia sẻ một số màn hình. Đây là cái phần chat ấy, đang Hường share trên Facebook thôi. Nhưng mà Hường cố gắng là giấu cái tên đi để cho nó không bị ấy á, bị thấy á. Bây giờ như nè, mọi người thấy không? Thực tế là mình chỉ show mọi người, tại vì nó tóm lại là show được mọi người cái chỗ là doanh số của những người đấy thôi.
doanh số ở trong tiền trong ngân hàng, tên một cái ngân hàng gọi là Pioneer ấy. Thực từ có bị dính ID gì không? Không. Đấy, ngân hàng ở Pioneer. Thì đây nè, đây là doanh số của những, tóm lại là doanh số của các bạn, là mình cũng có một số hỗ trợ các bạn là thu mua PayPal trong Payoneer trong cái trường hợp mà các bạn chưa có rút được về Việt Nam ấy. Thì mình thấy nè, mọi người thấy nè, ví dụ như là đây là mỗi tuần, đây là con số của anh này gửi cho Hường mỗi tuần, tức là không phải là gửi mà là đại khái là các bạn có tiền ở ngân hàng Payoneer mà các bạn không rút về Việt Nam, nhờ Hường rút giùm ấy, chuyển qua cái tài khoản Payoneer nhờ Hường rút giùm, nên Hường mới tiện chuyển tiền Việt cho bạn, bạn ấy mới chuyển Payoneer cho Hường, đại khái là như thế, bạn ấy nhờ như vậy. Thì 2.465 đô một tuần nè, thì Hường mới chuyển khoản cho bạn ấy nè nha, đây là cái Hường chuyển khoản bạn nhờ thôi. Đây tuần sau được 3.267 đó, đấy vừa rồi thì được 2.800 đó, đây là những con số thì Hường có chuyển khoản cho bạn. Tóm lại là đây là một bạn, đây là một ví dụ. Mọi người có hào hứng không? Mọi người có hào hứng xem tiếp không mọi người? Hường chỉ sợ là tí nữa Hường xem màn hình Hường nói biết ngồi dậy xong cái quay lại anh em biết mất. Anh em ra hết, ngủ hết là tiêu. Có hào hứng không? Tất cả mọi thứ anh em cứ bình luận xuống cho Hường biết nha. Để Hường biết là anh em đừng có bỏ mình, tự nhiên mình chia sẻ màn hình riết ngồi quay ra không còn ai. Rồi, bây giờ tiếp nè. Mình kéo xuống một vài bạn gần đây cho mọi người thì dễ hình dung. Này, bạn này cũng nhờ Hường rút tiền giùm. Bạn ấy chuyển khoản cho Hường, Hường nhờ giúp và bạn gặp, tóm lại là bạn nhờ giùm. Nên mọi người sẽ thấy nè. Hôm qua bạn ấy gửi cho Hường, hồi sáng ngày hôm qua ta. Đúng rồi, hôm qua, tối hôm qua bạn gửi cho Hường 4.000, có thấy con số 4.000 không? Hường xe nó hơi bị hạn chế góc phía bên trái. Bởi vì mọi người có thể là nếu mà Hường kéo qua một chút thì sẽ thấy cái hình ảnh đại diện của người ta, nên là Hường không có kéo qua bên trái, mình bị lệch mất thấy chút xíu thôi. Tóm lại là cái bạn này, anh này á, thì anh ấy có 3k 3.000 đô cái tuần vừa qua, bạn anh ấy 3.000 đô rồi 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 vợ ảnh là được 1.000 đô làm như thế. Vợ ảnh là được 1.000 đô, ảnh được 3.000, mà đây là một tuần nha, chứ không phải là một tháng đâu. Tuần vừa qua nè, cứ mỗi tuần ảnh ấy gửi như thế này, đây là 4.000, và cứ kéo lên như thế, nói chung tuần nào cũng có, tuần nào cũng có. Giờ cho mọi người xem, bấm vô cho xem chơi. Ví dụ như là 2.250, 1.700, 4.000, đại khái là những con số tuần nào cũng có vậy đó. Mọi người biết sao là hôm qua không? Tất cả mọi người hầu như là mọi người đều đổ hôm qua, bởi vì là hàng thứ tư hàng tuần ấy là người ta chuyển tiền, người ta sẽ chuyển tiền về ngân hàng của mình vào thứ tư hàng tuần, chuyển về ngân hàng PNO vào thứ tư hàng tuần, nên là cái ngày hôm qua sẽ là cái ngày các bạn chuyển cho Hường để Hường rút tiền về dùm. Đại khái là các bạn có thể tự rút tiền về dùm, mà đại khái một số lý do là chuyển cho Hường thì nó tốt hơn chẳng hạn, thì thôi các bạn tìm hiểu sau. Rồi ví dụ đây coi, mình sẽ sau một bài thôi nha, không có nhiều thời gian, mình sợ là sau xong các bạn ngủ hết đấy. Thì hôm qua đấy các bạn này, hôm qua các bạn chuyển cho Hường là 4.847 đô. Rồi đấy, tuần trước là 1.995, tức là đây là con số mỗi tuần, mọi người nên nhớ con số mỗi tuần chứ không phải mỗi tháng nha. Đấy, đại khái là như thế, và mọi người có thể xem ở đây này, dịch cái câu này cái bên trái này, ông nói này: alo Hường, nay anh có 4.9 ngàn đô, 4.9 ngàn đô em lấy không? Và tức là 4.9 ngàn đô một tuần nha. Rồi ok, tuần sau anh có hơn 6k nhé. Đấy, đây là tuần sau nha, ý là anh báo là tuần sau, tại vì người ta bán á thì không phải là người ta chuyển tiền về ngay, mà người ta ví dụ hoa hồng của mình tuần sau, hay tức là tính rõ ràng là 2 tuần người ta mới chuyển tiền về hoa hồng cho mình một lần,
nếu mà hoặc là cài một tuần một lần, tóm lại là ông biết được thì tuần sau ông gửi cho Hường, ông sẽ có 6k, tuần này là được 4,9k, thấy không? Em hỏi mình có lấy không? Ok, 4,9k đấy, tuần sau là hơn 6k. Một vài người chơi cảm hứng vậy nha cả nhà, người muốn xem nữa không, cho xem một cái số cái nữa chơi xem ha, xem một cái số coi thử một tuần nữa nha. Hường ơi, Hường ơi, dạ, anh nói sao? Em nghe nè, anh tin tụi anh tin em mà. Thứ nhất là Hường với thằng Lý Thành Nguyên bên cũng cao thủ là tốt, nhưng mà anh nghĩ sâu như đó đủ rồi. Chủ yếu là những cái người như tụi anh đó, là em nên chỉ tụi anh chiến thuật để làm sao kiếm được tiền để học và để ấy, chứ còn ba cái sâu thì mình tin mà. Anh theo dõi em lâu mà, với dạ, Lý Thành Nguyên lâu, cao thủ rồi. Thực ra thì em cũng biết như vậy, tuy nhiên là em muốn là mọi người có nguồn cảm hứng, thấy con số cho nó có nguồn cảm hứng. Đây nè, tuần vừa rồi như bạn này, bạn là được một tuần là bao nhiêu mọi người biết không? 19.950 đô, đây là một tuần. Quá dữ, cái này học sinh một, của em hả? Đúng. Wow, một tuần dữ. Chứ không phải là một tháng đâu nha. Rồi cho các bạn xem về trước nè, 10.000, tuần trước được 10.000. Rồi 20.000, các bạn này thì bạn cái đổi như thế đấy. Mọi người thấy là 20.000, cứ một tuần là 20.000. Thực tế thì nó cũng lẻ lẻ, nhưng bạn ấy không thèm chuyển số lẻ. Các bạn cứ chuyển tròn 20.000 với cả 10.000. Đấy, trước mắt là chia sẻ cho mọi người xem như thế thôi, để có nguồn cảm hứng. Đấy là những cái đoạn chat đó nha cả nhà. Đoạn chat mà còn kéo dài cho màn hình. Phụ thôi. Phải có người thầy thôi, đi theo sư phụ thôi. Thực tế là sau để các bạn nguồn cảm hứng thôi. Chứ còn nếu mà đạt được kết quả đấy á, thì không phải là sẽ đạt ngay đâu nha, các bạn đừng có mơ nha. Phải thực sự là phải nỗ lực, chứ không có chuyện mà đạt được liền đâu. Đấy, đúng rồi. Đấy là những con số mà thực tế là những người rất là xuất chúng, chứ không phải là ai cũng làm được những con số như thế, những người mà họ quyết tâm ấy. Bởi vì là đợt vừa rồi là thực sự là được bảo rất là lớn đối với cái lĩnh vực mà dành cho những ai chạy quảng cáo. Bởi vì là các nước họ như những cái bên như Google này, Facebook hay là Microsoft, họ đều tìm cách để họ đóng cửa lại, họ chỉ muốn người dân trong nước ấy họ chạy quảng cáo. Bởi vì là đợt vừa rồi là dân toàn trên thế giới họ ở nhà là chủ yếu ấy, làm việc ở nhà là chủ yếu, vậy nên là người ta đặt quảng cáo rất là nhiều. Khi mà cái số lượng đặt quảng cáo cao như thế ấy, thì người ta sẽ ưu tiên dân nước họ hơn, nên là mình sẽ gặp thử thách nếu mà mình ở ngôi Việt Nam mình chạy quảng cáo tại Mỹ. Ok, mọi người còn thoải mái không mọi người ạ? Cho mình thấy cái áo khoác đi, cho thấy cái khách năng lượng cái đi. Rồi bây giờ mình mọi người viết xuống, có ai mở thêm một vài cái màn hình nữa đi, mở vài một vài cái màn hình nữa đi, rồi cái mình chia sẻ tiếp. Thôi dài đi, mọi người sẽ có 60 giây, mình vô dung như hồi nãy, mình chia sẻ về cảm xúc của mình về những cái con số. Mọi người có muốn như nói như là mọi người nghĩ là dễ hay khó để đạt những con số đấy, chia sẻ với nhau dễ hay khó để đạt được những con số đấy, và mình cảm thấy nó như thế nào. Anh em chia sẻ với nhau, mở video lên chia sẻ nha, đừng có gấp. Ở trong đây không thể nào mà kiếm tiền được sau một đêm đâu, không phải là trong đêm mình chia sẻ cái sáng mai còn kia mọi người kiếm được nhiều tiền sau một đêm đâu, nên đừng có mơ chuyện đấy. Nên thôi mình cứ từ từ thoải mái, mình chia sẻ với nhau thoải mái, để thứ nhất là tinh thần này, mấy ông tắt micro, tắt mic, tắt video thì mình mở lên mình giao lưu với nhau chia sẻ. Được rồi, anh nói thật nghe, người ta làm được thì mình làm được, tại chẳng qua mình không có tập trung thôi. Anh nói thiệt, cái gì em tin được mình, nói chung là những người như anh Nghi thì em rất tin. Bởi vì là thường ấy, là những người giỏi ấy, họ giỏi hầu hết các lĩnh vực, một khi họ dấn thân vào cái nào họ đều đắm chìm và rất giỏi như vậy. Mà thực tế là những bạn giỏi là cũng cái tính như thế đó, một khi đắm chìm vào bất động sản ấy, là trùm bất động sản, một khi mà đắm chìm vào chứng khoán thì trùm chứng khoán, một khi đắm chìm vào công ty nào đấy là đưa công ty lên top luôn. Đại khái là những người giỏi một khi họ đắm chìm là chết hết, tiêu hết là tinh thần đấy. Như anh Nghi thì mình rất là tin ở chỗ đấy. Ok, bây giờ mọi người giao lưu với nhau chia sẻ, để mấy cái ông mà tắt micro, mở mic, bấm vào nút join rồi mọi người sẽ có đâu đó 60 giây nha, 60 giây rồi quay lại để cho nó thoải mái tinh thần nói đi, nói bớt cho Hương nghỉ 60 giây đi. Ok, break out Zoom. Mọi người ok, bấm vào cái Zoom nha, bấm vào ok vô chia sẻ, mở mic lên chia sẻ, nói mấy câu xin chào tôi là ai, đến từ đâu vậy đó. Zoom đi anh em, vô cái phòng Zoom, bấm ok vào cái link mà mới gửi á, bấm ok đi, vào nhóm,
Vào đi, vào đi, vào đi, ở lại làm chi? Vào đi, vào đi, vào đi. Vào đi tham gia, vào đi, vào đi. Vào đi, vào đi, vào đi. Vào đi, vào đi, vào đi anh em. Vào, 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 vào. Vô, 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 vô. Ủa sao mấy ông kia còn ở đây vậy? Còn nhóm đi, ủa mấy ông kia là không có ở, không nãy giờ là bỏ cái Zoom vô Zoom vậy thôi chứ bỏ đi đâu hết rồi ạ? À? Nãy giờ mang cái điện thoại mới hơi mới sửa được, không biết đâu. Không biết đang chuyện gì hả? Bây giờ anh vào Zoom có cái yêu cầu phân nhóm đấy. Anh tham gia vào cái nhóm mà em gửi cho mọi người, bấm vào cái link đấy để tham gia vào nhóm thảo luận với mọi người bên kia cho vui. Vào đi. Chỗ nào ta? Vô đi. Chỗ nào chỗ nào? Hoặc là cái không được hả? Chi Lan hả? Ok, mới gửi lại cái nhóm khác đấy. Vô đi. Anh Chi Lan. Em không thấy chị Hường ơi. Ủa, Vivi không thấy hả? Dạ không, em không thấy, em không có nhận được cái vô nhóm á. Rồi ok, bấm có gửi lại rồi đó. Gửi lại đó, mấy ông kia vô nhóm đó đi. Trời ơi, ở ngoài đây làm chi? Vô đi, vô đi. Thảo luận thêm chút nữa đi, mới thảo luận chút xíu đã ra rồi. Vô, thảo luận chút đi. Rồi chúng ta còn 35 giây nữa để các thành viên quay trở lại. Anh em nghỉ hít thở chờ 30 giây nhé. Tám, bảy, sáu, năm. Hương ơi, ngoài cái hello, khóa chào mừng quay trở lại. Hương ơi, cho anh hỏi cái ngoài cái khóa em cho đi miễn phí này với em với Nguyên, em có khóa học để có khóa học riêng nữa không? Cho nên em không còn mở không? Thực tế là có, tuy nhiên là bây giờ mọi người cứ học đi đã, cứ thoải mái đi, chứ bây giờ mình mới kêu tổ chức miễn phí mà chui vô đây mình chia sẻ khóa học nữa thì hơi kỳ, nên thôi tính sau. Cái đấy tính sau. Bây giờ mình cứ học với nhau. Thấy chia sẻ hay anh biết mà, nhưng mà thấy chia sẻ hay quá, chắc phải học chuyên sâu đi. Không có quy trình anh ạ. Cái này là em đâu có gì chia sẻ hay đâu, mới có sâu một số danh số thôi. Như thế thì chưa gọi gì là hay cả. Nên là mọi người cứ tinh thần và mình cứ học với nhau, chia sẻ với nhau thoải mái đi. Rồi học chia sâu gì tính sâu, chứ giờ mình chưa gì hết mà anh hỏi gì gấp rút quá vậy. Mất bao lâu mà mình từ số 0 mà mình mò lên để làm việc được có trên số bao lâu ha? À, thực tế thì cái này mà mình tức là không có ai trả lời được quá. Nhưng mà cái danh số kỷ lục của học viên của Hương ấy, nói về những học viên cũ thôi, còn những không, người mà con, chưa học được cũng biết như nào. Cái danh số là cơ bản thôi, nghĩa là từ có số 0 mới tìm hiểu, mà tới khi mà có trong tài khoản vài đô á, giờ bắt đầu mình ra đơn đúng không?
Thực ra À đúng kỷ rồi. lục học viên của Hường ấy là 2 ngày. 2 ngày. Đó là những kỷ lục là 2 ngày là bắt đầu có đơn rồi. Cái đó Nhưng mà không thì phải là nó để sự mà may đều mắn. đặn là khác. Cái Ừ, đó đúng. là thì đó là sự may mắn. Một sự may mắn, đúng rồi, một sự may mắn và nó cũng sẽ có một số câu chuyện khác. Tuy nhiên á, mọi người cứ suy nghĩ nè, không quan trọng là chúng ta trải qua những thử thách gì, nhưng điều quan trọng là đích đến của chúng ta, cái đích mà chúng ta đang đến là những nơi, những cái nơi mà những người khác đang đạt được là nơi đấy cái thu nhập không giới hạn, và mình nhìn thấy là những người được được 5.000 đô một tuần rồi, 6.000 đô một tuần rồi, 10.000 đô một tuần rồi, thậm chí là 20.000 đô một tuần rồi, và sau này 1-2 năm nữa thì con số đó nó sẽ lên nữa. Nên là tinh thần, nếu mọi người chọn theo con đường này, thí dụ ai trong số chúng ta chọn theo con đường này đến cùng và chúng ta quyết tâm dấn thân với nó, kiên trì với nó, đắm chìm với nó, thực sự là dành hết tâm trí cho nó, thì chúng ta có thể lên được những con số đấy. Và điều đặc biệt là có thể vận hành chỉ với một người, hoặc nếu các bạn siêng có thể thuê thêm một vài bạn làm phát thanh cho mình, còn không thì các bạn có thể vận hành cái hệ thống đấy chỉ với một mình. Nhưng thực tế sau này 2-3 năm mình làm vậy rồi, mình cảm thấy tốn thời gian, cái mình không có thời gian để mình hưởng thụ cuộc sống, tại sao mình phải làm điên điên đầu như thế ấy. Thì thực tế là nó có cũng có nhiều. Nên là ngày hôm nay là cái buổi đầu tiên gặp anh em với cả lớp, thì bây giờ mình cũng sẽ có nhiều anh em thì cũng đã tìm hiểu về affiliate marketing trước đây kỹ và có thể là đã làm rồi, cũng có những người mới, nên là chúng ta hãy quy về cùng một chỗ, đó là cùng chia sẻ với nhau tại sao mà chúng ta bắt đầu mảng này. Bởi vì là mình có những người họ làm vậy thôi, chứ sau một thời gian đó là mình sẽ bị quên mất lý do mình tại sao mình bắt đầu, nên là họ sẽ bắt đầu cảm thấy nhục chí, đúng không? Thế bây giờ mình lại ôn lại lý do tại sao bắt đầu, còn những người chưa biết lý do tại sao bắt đầu thì hôm nay chúng ta sẽ biết được, hoặc là chúng ta tự nói. Riêng Hường đối với cái mảng này thì Hường làm 5 năm, 5 năm rồi, hơn 5 năm cái lĩnh vực affiliate marketing này, và mình cũng bắt đầu đào tạo thì cũng khá là nhanh, năm 2018 là mình bắt đầu tổ chức chương trình đào tạo đầu tiên, sau đó cuối cuối năm đấy. Và mình ngoài ra thì mình cũng thực tế là mình chỉ chia sẻ trên social media là mình là một người làm trong lĩnh vực affiliate marketing. Thực tế thì mình cũng là một người master về NLP, tức là mình cũng là một người rất là sử dụng NLP rất là nhiều trong cuộc sống, mà mình cũng tham gia các chương trình, mình để trở thành tham gia những chương trình để trở thành một bậc thầy NLP. NLP mọi người biết không? Tức là ai chưa biết bỏ qua, khi ghi ghi xuống đi xuống ghi xuống NLP rồi về nhà tự tìm hiểu trên mạng. NLP thường để trong chat nha, NLP để trong chat đấy, đúng rồi, lập trình ngôn ngữ tư duy. Ông nào chưa biết ghi xuống lên Google search. Mình cũng là một master về NLP. Thì mọi người biết sao mà sau này khi mà Hường có những kết quả rất là một phần nào đấy cao ở trong cuộc sống rồi, về về affiliate marketing, thì mình lại quyết tâm là mình theo con đường là trở thành một master NLP. Bởi vì là mình nhận thấy trong cái hành trình khởi nghiệp của mình nó có rất là nhiều bóng dáng của NLP. Mình đã lập trình ngôn ngữ tư duy cho bản thân mình rất là nhiều, nhưng trước đây mình không biết gọi tên nó là gì. Sau khi mình đạt được con số như mục tiêu ngày xưa mình đặt là con số là 200 triệu một tháng, tức là ngày xưa ngày ngày khởi nghiệp, ngày dấn thân bước chân đầu tiên vào con đường khởi nghiệp là Hường đặt mục tiêu là mình phải được 200 triệu một tháng, đặt như vậy thôi mà Hường chưa biết NLP là gì, nhưng mà dùng mọi cách để đạt được con số đấy. Và sau 3 năm khởi nghiệp thì Hường sử dụng rất là nhiều NLP NLP á mà mình không biết, sau này mình thấy nhận ra, ồ đúng rồi, chính xác, mình đã dùng những điều đấy và mình thấy ở nó thực sự là hiệu quả, nên là Hường dấn thân vào và trở thành một master về NLP. Và trong quá trình mọi người chia sẻ cũng như là 3 năm kinh nghiệm về đào tạo của Hường, thì Hường nhận thấy là lý do tại sao có những người thành công rực rỡ, có những người chưa thành công lắm, và mình nhìn qua mình thấy là thực tế là mình cần phải sử dụng, mỗi người chúng ta cần phải sử dụng một chút về lập trình ngôn ngữ tư duy để mà mình trở nên thành công. Nên trong những cái buổi chia sẻ như thế này hàng tuần thì Hường chia sẻ về affiliate marketing một phần, và cũng muốn mọi người thực hành cái ngôn ngữ về NLP để cho lập trình lại ngôn ngữ của não bộ của chúng ta, để chúng ta sẽ thành công hơn ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống.
không chỉ affiliate marketing này. Nên là đối với cái mảng này, nên thực sự là đầu tiên thì mình còn phải biết lý do tại sao bắt đầu mọi người có thể là mở mic lên mỗi người đâu đó là 10 giây, 20 giây, 30 giây chia sẻ tại sao mà mình tham gia có mặt trong cái buổi Zoom ngày hôm nay để tìm hiểu mảng affiliate marketing không? Có ai mở mic lên chia sẻ phát để mình thấy tương tác hay chiều này mở mic nè. Mở mic đi. Hello, nghe được không ạ? Xin chào anh Khoa Võ. À rồi, chào mình. À, thì mình chia sẻ xíu, thì mình biết đến affiliate marketing thì chắc từ thời mình đi học. Thì cách này cũng 5-6 năm rồi, thì cũng có tìm hiểu nhưng mà thật sự mình đã từng thử, nhưng mà có thể nói như như Hường nói là mình không có gọi là đắm chìm á, nên thành ra là thử được khoảng 3-4 tháng không kết quả thì mình bỏ ngang. Thì thành ra là nó sẽ có một cái dạng đó mình day dứt trong lòng, mình cảm thấy mình chưa có làm được, tại vì thật sự mình cảm thấy mình rất thích affiliate, tại vì mình thích cái mô hình là làm một người. Tại vì cũng không có muốn kiểu như quá nhiều cái thứ về cái kiểu như là phòng ban công ty nhiều người, mình không thích quản lý nhiều người. Mình thích cái mô hình gọi là affiliate để mình quản lý một người, nên mình rất thích về cái môi trường này, cái cách về làm việc. Mình cảm thấy nó cảm thấy là thoải mái, nó phù hợp với mình. Nhưng mà giống như Thường nói là mình chưa có đắm chìm hết sức á, nên thành ra là nó chưa kết quả. Hey, cảm ơn anh Khoa Võ. Rồi cả nhà chia sẻ đi để mình thấy đây là cái lớp thực sự của mình nè. Mọi người biết sao không? Thực sự là sau này á, hiện tại và sau này mình nghĩ là khi mà mình phải càng ngày mình phải nâng cao mức học phí của mình. Tại vì những bạn mà trả phí, các bạn thể vô học với tinh thần khác, còn những bạn tham gia các lớp miễn phí này, mà các bạn đang coi những lớp miễn phí này với giá không đồng thì các bạn học thái độ khác. Thì nên nhớ là tham gia buổi này các bạn coi như là phải đóng 200 triệu đi. Vô đây tự nhiên tinh thần mình học khác đi. Nếu mà tham gia đã lớp miễn phí rồi còn tinh thần học không đồng nữa là chết rồi. Không có thành công nữa. Mà các bạn, mọi người rời Zoom sớm đi. Chị mất công, thường nói chị mất công mà nghe chị lãng phí mất mấy tiếng đồng hồ. Rời Zoom sớm đi. Ông nào mà học với tinh thần không đồng thì ra chỗ khác đi. Ông nào tinh thần không đồng, có ông gì ta, ông gì BNI gì Master Connector đồng ngôn của tôi mà. Chơi gửi là gì điện thoại vậy. Trời đất mơ. Đấy, bây giờ mọi người quyết tâm học với tinh thần 200 triệu hay là học với tinh thần không đồng nè. 200 triệu, bỏ phí 200 triệu thì biết xuống 200 triệu phát đi. Tinh thần là lớp học triệu có tiền học đâu chị ơi. Trời ơi, ý là học với giống như kiểu mình đã đóng 200 triệu mình học ấy. Ý là vậy á, ý là mình đã đóng 200 triệu rồi, bây giờ mình học với tinh thần là mình đã đóng 200 triệu. Chứ không phải là bảo mình đóng 200 triệu. Thường ơi, cho anh ý kiến cái. Thực ra em nói đúng, NLP là rất là tốt. Tại vì anh có học NLP của Ngapho á, và anh học học NLP chuyên sâu của Quách Lan và cô Đàm Thu Trung. Thì em nói đúng, em nói chuẩn luôn. NLP rất tốt, nhưng mà bây giờ NLP mình học rồi, nhưng mình muốn học kiến thực thì sao? Em có dạy trong này không? Hay là em vừa kèm kiến thực với lại NLP luôn? Có cả hai luôn anh ạ. Thực ra em muốn nhìn vào cái chung ấy. Mình muốn theo cái chung thôi, chứ mình không có theo cá nhân được. Nên là mình cứ thè làm nào để có thể tốt nhất cho tất cả mọi người. Cái NLP tốt mà nó ngoài để làm ăn mà còn cả dạy con rồi đủ thứ hết trơn, gia đình rồi. Thực tế là áp dụng rất là nhiều đấy. Áp dụng rất là nhiều, đúng, chuẩn luôn. Thực ra cô Đàm Thu Trung, em biết cô Đàm Thu Trung cũng biết cô Ngát Pro. Cô Đàm Thu Trung là trong nhóm là một thành viên ở trong nhóm học viện kinh doanh online, tóm lại là cũng biết mấy anh chị đấy. Quách Lan thì đào tạo anh chuyên sâu 10 ngày luôn, NLP chuyên sâu. Ngày xưa em cũng tóm lại là em học NLP nhưng mà biết học của Leading Performance Education đấy. Mr. Pass. Ok. Ông xin chào anh Đặng Mã nha, đồng môn BNI gì đâu mà vô nghe coi nghe điện thoại không vậy? Mình BNI rồi mình phải khác chứ. Người thấy nói hoành tráng quá nên là để xem cô Hường giảng thế nào. Nếu mình vô mình phải tinh thần mình học giống như kiểu là đóng phí 200 triệu chứ. Đừng có học với tinh thần không đồng nha, học với tinh học đã học miễn phí rồi còn học tinh thần không đồng là chết. Xong luôn. Rồi ok vậy nha. Ok, xin chào mọi người, xin chào cô Hường. Đấy, theo dõi cô cũng lâu rồi, đấy, tự nhiên thấy cô trong cộng đồng của thầy, nhiều thầy mình đang theo học thì cảm thấy là nó có nhiều cái sự đồng cảm hơn.
và tự nhiên mình nhận được một tin đó là cô Hường có một cái buổi chia sẻ như thế này, thì mình cũng mong là cũng học được những kiến thức, rất là vui vì là sẽ là được làm quen với mọi người ở đây. Xin cảm ơn cô Hường đã tạo ra buổi chia sẻ tuyệt vời như thế này. Xin cảm ơn cô. Cảm ơn anh Đặng Nạm Mã nha. Hôm nào one to one. Ok. Bây giờ mình tiếp nha. Tiếp nha cả lớp, mọi người sẵn sàng. Thì ở trong lớp này thì mình chia sẻ là có một điều ấy là mọi người có một điều mà mình muốn chia sẻ thật sự ấy, muốn mà thành công ở trong mảng affiliate marketing này là mọi người phải tìm thấy cho mình bất kỳ thời điểm nào cũng phải có một môi trường để rèn luyện. Môi trường nó quyết định ít nhất là 50% cái sự thành công của mọi người rồi. Mọi người biết sao không? Nếu mà trong NLP người ta phải thôi miên bản thân mỗi buổi sáng thức dậy hoặc là trước khi đi ngủ phải nghe cái âm thanh ở mày là một người thành công giàu có, mày người là bậc thầy ra nghe rất là kỹ, là cái mình phải lặp đi lặp lại vào bản thân mình là một thầy như thế, mình là một chuyên gia trong lĩnh vực như thế và mình đắm chìm vào cái mảng của mình, thì cái môi trường nó âm thầm làm cho chúng ta điều đấy. Tức là khi mình tham gia vào môi trường ấy thì não bộ của chúng ta dần dần sẽ tiếp thu. Ví dụ bây giờ mọi người có thể là chưa biết gì về affiliate marketing, và 5 năm trước đây thì mình cũng thấy nó mơ hồ, mình cũng biết nó là cái motor gì hết. Lúc đấy mình cũng chưa biết cái domain với cái hosting là cái gì, chưa biết thư tự động, chưa biết cái website là cái gì. Đấy, lúc đấy thì mình cũng biết affiliate marketing rồi, mình biết và mình thích cái mạng này rồi. Mình tìm mọi cách để não của mình ăn sâu vào tiềm thức là mày là một người rất giỏi affiliate marketing. Mày phải tìm mọi cách để mình làm một bậc thầy mà affiliate marketing và affiliate marketing tiếp thị liên kết này là của mày đấy. Tiếp thị liên kết là mày là nơi sân chơi của chính mày và không ai khác. Mình chính là cái người sở hữu cái kỹ năng đặc biệt ở trong lĩnh vực affiliate marketing này. Đấy là cái điều đầu tiên mà Hường làm cho mình. Điều đầu tiên mình nhắc nhở mình là mình phải trở thành điều đấy trước. Đấy, sau khi mình nhắc nhở điều đấy thì mình sẽ tìm mọi cách làm thế nào để cái điều đấy nó trong đầu mình mặc định cái điều đấy. Bởi vì mình nói không vậy thì nó có tin không? Đầu mình, não mình nó đâu có tin. Tự nhiên mình không là cái gì, tự nhiên cái bảo mình tự nói mình ở mày là một bậc thầy affiliate marketing này. Mày là một người kiếm tiền rất giỏi đấy, affiliate marketing, nói vậy nó tin mới lạ. Mày phải làm sao cho não bộ của mình tin thì nó mới có hành động phù hợp. Nên một trong những cái cách để não bộ của chúng ta tin là mày thực sự giỏi trong mảng affiliate marketing này thì mình phải chọn một cái môi trường. Đầu tiên là ý thức là mình chọn một cái môi trường rèn luyện. Thì sau đấy não bộ dần dần của mình nó tưởng thật ở mày chính là affiliate marketing là của mình đấy. Não bộ mình sẽ nghĩ là cái affiliate marketing này là của mình, là cái điều thường xuyên giống như kiểu chạy xe thôi. Ngày xưa lái xe đạp té lên té xuống, sau này lái xe đạp đâu cần suy nghĩ nữa. Bởi vì là tiềm thức của mình tin là mình lái xe đạp được rồi, nó cứ làm như một thói quen thôi. Cái việc tạo ra cái môi trường như thế này là cũng một cái cách để mình nói chuyện với cơ thể mình, nói chuyện với tâm trí của mình, nói chuyện với não bộ tiềm thức của mình rằng là mình là một bậc thầy về affiliate marketing. Cho nên cái yếu tố đầu tiên là mọi người phải tìm ra cho mình một cái môi trường để mà mình ghi xuống. Ông nào đang xem ghi xuống nha, đừng ngồi không nha. Chọn cho mình một môi trường năng lượng. Môi trường đấy nhiều người làm affiliate marketing, mà nếu tìm thấy được những người mà họ thành công rực rỡ trong lĩnh vực affiliate marketing này làm một trong những đội nhóm thuộc môi trường của mình thì càng tốt. Nếu mà tìm thấy được những người giỏi là càng tốt. Tuy nhiên những người giỏi thì họ hay chơi với những người giỏi, chứ không thể nào một người gọi là có vài trăm đô một tháng chơi với người 10.000 đô một tuần thì làm sao người ta chịu. Nên là lỡ anh may tìm thấy môi trường của mình là những người giỏi thì càng tốt, còn không thì mình cứ tham gia một cái môi trường bình thường thôi. Sau này mình giỏi mình sẽ gặp, mình tự nhiên mình sẽ hút được những người giỏi thôi. Mình có cái hay mình chia sẻ cho họ thì họ sẽ có cái hay sẽ chia sẻ cho mình. Còn nếu như các bạn muốn học hỏi những cái hay mà không cần phải chia sẻ gì cho họ thì các bạn trả tiền. Đấy, nhưng mà thường thường trả tiền nó cũng không ăn thua so với việc mình kiếm một cái đội nhóm mình giỏi mà họ sẵn lòng chia sẻ cho mình, mình tìm ra được người xuất chúng mà tham gia nhóm với họ thì rất là thực tế là nó rất là tuyệt vời rồi. Nên là cái điều đầu tiên mọi người cần phải làm ấy là tìm cho mình một môi trường. Thì nếu mà muốn nghe chia sẻ thì mình đã tìm môi trường bằng cách nào? Nghe không cả nhà? Viết xuống nghe. Ông nào, mấy ông đang xem viết tương tác đi. Nghe không? Viết xuống nghe phát. Ông mở mic lên. Mở mic, mở video lên cho mình tráng.
Okay. Nghe. Okay. Chẳng thế nha. Thì đấy, một môi trường ủa hôm nay có ông Cương vô, không biết ông Cương còn không ta? Mấy ông học viên vô là nhiều khi chia sẻ căn bản này ông trốn hết. Chui vô phát thăm thăm cô giáo chút rồi trốn hết. Rồi ok. Cái môi trường thì một á, là bây giờ mình lên Google, mình lên Facebook cho mình search các đội nhóm về affiliate marketing, kiếm tiền về affiliate marketing từ Techbank. Tóm lại là mình tham gia những người có affiliate marketing. Cái thứ hai là hãy đăng ký kênh, subscribe kênh YouTube, like kênh YouTube thường xuyên của những người họ đang chia sẻ về affiliate marketing. Để nó xuất hiện thường xuyên trong đầu mình đấy. Cái điều quan trọng là nó phải xuất hiện thường xuyên trong đầu mình. Tối hôm nay Hường chia sẻ cho mọi người vài tiếng đồng hồ vậy thôi, chứ sáng mai ngủ dậy quên mất. Bởi vì có quá nhiều con cái, tiền bạc, bạn bè rủ đi chơi, sếp, nhân viên, rất là nhiều mọi thứ nó sẽ lôi kéo mình ra khỏi cuộc chơi này. Nên là mình phải làm sao cho nó xuất hiện trong đầu mình thường xuyên. Làm sao để nó xuất hiện? Mọi người phải có hành động gì đó nó mới xuất hiện. Ví dụ mọi người like một cái video về affiliate marketing, tự nhiên hôm sau cái video tương tự về affiliate marketing lại nó lại xuất hiện trước đầu mình. Mình like một cái gì đó trên Facebook về affiliate marketing, tự nhiên hôm sau có ông nào ông quảng cáo affiliate marketing vô mặt mình. Tóm lại là mình phải hành động gì đó, Facebook, Google hay là các kênh mạng xã hội nó mới tự hiểu là mình đang quan tâm tới cái gì, nó sẽ quảng cáo, nó đập vào mặt mình tùm lum hết rồi đó. Giống như kiểu mọi người mới nghĩ là hôm nay muốn đầu mình rụng tóc nhiều quá vậy, tự nhiên hôm sau quảng cáo phước mặt đó. Tóm lại là mọi người phải thể hiện ra, mọi người thể hiện ra là mình muốn làm gì bằng like, comment, tự nhiên là những kênh mạng xã hội tự động họ sẽ quảng cáo những thứ phù hợp cho mình. Nên là bây giờ điều đầu tiên là mọi người còn có đăng ký kênh YouTube của Hường. Mọi người đăng ký rồi, biết xuống đăng ký rồi để Hường cảm thấy vui chút ấy. Đăng ký kênh YouTube phát đi. Mọi người đăng ký rồi, có ai chưa đăng ký không? Bây giờ Hường gửi cái link cho mọi người đăng ký phát nha. Hường đăng mục tiêu lên nút, mình đang có mục tiêu lên nút bạc YouTube nè. Bây giờ mục tiêu, mọi người biết mục tiêu của Hường chia sẻ dung hàng tuần là gì không? Là mục tiêu của Hường là lên nút bạc YouTube thế thôi. Nên là Hường sẽ nỗ lực, là chị hết mình là hy vọng anh em là sức giúp Hường để Hường có được cái nút bạc trên cái kênh YouTube Việt Nam giúp Hường đi. Kênh YouTube, mấy cái kênh ở Việt Nam Hường cũng thực sự là thời gian qua chưa có đầu tư nó lắm. Nên là nó chưa có được cái nút bạc. Nên là anh em mình chat xuống, anh em comment, anh em vô xuất phát vô giúp Hường nha. Vô xuất phát đây. Kênh này nè, mình đang kết hợp với anh Lý Thành Nguyên để làm cái kênh này nè. Anh em có thấy không ấy nhỉ? Sao mình thấy không? Mọi người sub rồi viết xuống, sub rồi phát đây. Sub rồi viết xuống, sub rồi giúp Hường đi các bạn. Đã sub hết nè. Wow, hay quá. Đã sub hết rồi nè. Ông nào chưa sub không? Ủng hộ cho mình cái sub nha. Để mình thấy là hôm nay chia sẻ giúp hôm nay được tăng lên vài sub. Cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Năng lượng hôm sau chia sẻ tiếp. Chia sẻ mỗi ngày cho tăng sub. Mình cứ cảm thấy là mình cứ hy vọng là khi mình cho đi rất nhiều thì mình sẽ nhận lại được nhiều. Mình sẽ nhận lại đó là lượt sub kênh YouTube và mình mau chóng được nút bạc YouTube. Ok, anh em sub hết đi nha. Mình sẽ rất là hạnh phúc vì điều đấy. Ok rồi nha. Ok, sub rồi. Ok, hay quá. Ok, nói chung là gửi lời chân thành cảm ơn đến anh em tham gia Zoom ngày hôm nay. Đã cho đi một cái điều mà Hường đang khát khao thời điểm này, đó là sub. Hường rất là khát khao thời điểm này đối với cái kênh YouTube của mình. Rồi, sẵn tiện nếu mà anh em vô cái video nào đấy comment xuống một phát thì càng tốt. Khi mọi người like video của Hường ấy thì những video của Hường lại tiếp tục xuất hiện trước mặt mình. Nếu mọi người không like thì mấy cái ông quảng cáo Shopee, mấy cái ông quảng cáo ca nhạc với cả TikTok nó xuất hiện trước mặt mình hết. Nếu mình muốn cái gì về phát triển tư duy, phát triển cá nhân hay là những gì về học tập ấy nó xuất hiện trước mặt mình là mình phải like điều đấy.
chứ lỡ mà mình cứ like mấy cái video giải trí là video giải trí nó cứ xuất hiện trước mình là tự nhiên tiềm thức của mình nó ghi nhận những cái điều đấy và nó phân tích là mình thích những điều đấy rồi cuối cùng là mình sẽ đi vào cái con đường đấy luôn á. Nên là mình mỗi hành động, mọi người có biết cái câu chuyện là cái một con bướm vỗ cánh là cơn bão xuất hiện không? Sự vỗ cánh của một con bướm mà tạo ra một cơn bão không? Rồi ok, đầu tiên cái gói đầu tiên là gì? Xong rồi mọi người, môi trường nha, xong chưa? Ngoài cái việc like cái fanpage trên mạng social media, mọi người nên follow mấy ông nước ngoài nữa. Bởi vì trong cuộc chơi này là mình đang tham gia cuộc chơi toàn cầu. Cuộc chơi toàn cầu chứ có phải là chơi Việt Nam được không? Mình đang bán theo quán hàng như Hường, bán hàng trên Clickbank hay là trên Amazon hay Shopee hay những cái kênh khác toàn bán hàng tại Mỹ thôi. Nên là mình phải tham gia cái cuộc chơi toàn cầu này. Nên là mình phải follow mấy ông nước ngoài nữa. Mà follow ông nước ngoài thì follow đâu? Follow đâu biết không? Mấy ông nước ngoài ông hoạt động chủ yếu ấy. Nếu mà bây giờ hiện tại, bây giờ thì mình thấy là hoạt động ở trên Instagram. Nên là mọi người ngoài cái follow của người Việt Nam ấy, thì follow mấy cái ông này. Biết tác giả của cuốn Traffic Secrets là ai không? Ông nào có cuốn này rồi? Bộ ba thần thánh ở trong Internet Marketing có rồi thì nhớ follow của ông tác giả cuốn này, Russell Brunson. Cũng là cuốn tác giả của Bí mật .com. Cũng là tác giả của cuốn Bí mật chuyên gia và Bí mật Traffic là bộ ba của tác giả ông hết đó. Là người của sáng tạo ra ClickFunnels đấy. Thì bây giờ follow ở đâu? Tạo một cái tài khoản Instagram, chui đây, follow mấy ông này, search, đầu tiên, follow luôn đi, action làm ngay, tập có thói quen làm ngay, thời gian đâu mà cuộc đời có bao lâu mà cứ chần chừ để ngày mai còn chuyện của ngày mai, 60 năm cuộc đời mà cứ sống hết phần của ngày mai rồi ok. Bây giờ mình sẽ follow ví dụ những cái người ví dụ Russell Brunson là những người họ tạo ra hệ thống affiliate marketing rất tuyệt vời nè, ông này nè. Tóm lại là Hường có follow sẵn một số ông ở trên đây nên có thể là vô follow trên Instagram của Hường ấy, thì Hường có follow sẵn nên mọi người có thể vô bắt chước cũng được. Đây Instagram của Hường nè, thì mình có follow đây này, following mình cũng follow ít rồi, follow ít người. Thì đầu tiên cái người đầu tiên trong mạng affiliate marketing thì mọi người có thể follow là Russell Brunson đúng không? Mình sẽ thấy là thường follow là mấy ông mà giỏi giỏi trên thế giới không mà thường mới follow. Còn Russell Brunson này, follow coi thử hàng ngày ông post cái gì, ông chia sẻ cái gì, có gì hot. Mọi người biết không, nhiều người Việt Nam ấy, affiliate marketing thần thánh lắm. Clickbank ấy, nó là cái chuyện nhỏ, nó là cái ngóc ngách, nó là cái tức lại là có nhầm nhò gì so với mấy bạn affiliate khác đâu. Clickbank này chuyện nhỏ thôi. Còn nhiều người affiliate khoa học, Tony Robbins mới kinh đấy. Đợt rồi á, nếu mọi người để ý thì nhiều người Việt Nam đang làm affiliate marketing cho các khóa học trực tuyến của Anthony Robbins. Tony Robbins, vô follow Anthony Robbins luôn, kéo xuống. Tony Robbins này nè, khi mà ông có cái chương trình gì hay đợt rồi á, người ta mua cái Tony Robbins với Dean Graziosi á, tổ chức một cái chương trình Zoom với 300.000 người xem. 300.000 người xem cái Dean với Tony Robbins chia sẻ 300.000 người, mà một khóa học ấy bán là khoảng giá của nó ấy, là 2.000 mấy đô, nó tóm lại đổi ra gần 50 triệu đồng Việt Nam một cái khóa học. Mà ví dụ như mọi người tỷ lệ chốt sale của Tony Robbins là 1/1000 đi, thí dụ như 1/1000 có nghĩa là 0,001% ấy, mà chốt đơn thành công của 300.000 người. Đó là thời điểm giữa thôi, sau có lúc sau nó lên tới 400.000 người xem cái buổi hội thảo của Tony Robbins. Thì ví dụ như tỷ lệ 0,01% chốt sale thành công thì ổng sẽ có là cũng đâu đó là gần 400 đơn. Chỉ trong cái buổi hội thảo 2 tiếng thôi, nhưng mà không thể nào Tony Robbins là bậc thầy diễn giả mà còn lâu mới 0,01% nha. Tỷ lệ ít gì cũng được 1% chứ. Đúng không? 1% thì con số doanh số nó tạo ra ấy là 3.000 đơn mà mỗi đơn gần 50 triệu. Và rất là nhiều người ở Việt Nam làm affiliate marketing cho Anthony Robbins thời điểm đó.
Và đặc biệt là một người, cái cô gì mà là nữ hoàng domain đó nhỉ? Cái cô gì là nữ hoàng domain đó? Thì cô... Lê Thúy Hạnh, anh có gặp, nó là bạn anh Lê Thúy Hạnh em, Lê Thúy Hạnh. À đúng rồi, cô ấy có làm mặt khi đó cho Tony Robbins rồi đấy. Thì cái đợt đấy nói chung là follow những người này, mình sẽ bắt trend rất là, mình sẽ biết được những cái chương trình ngoài Clickbank. Thì Clickbank là cái gì, nhầm nhò gì, tóm lại là người ta cũng kiếm nhiều tiền trên Clickbank. Ủa mọi người có đang thấy màn hình Hường Xe không? Có không vậy? Có đúng không? Thì follow mấy ông này đi. Đấy. Thì Clickbank đó là chuyện nhỏ thôi. Và mọi người follow tiếp người tiếp theo nè. À hồi nãy Hường nói tới Richard Branson ấy. Thì mọi người biết không, khi cái đợt đầu tiên mà ông ra đời cái cuốn sách Traffic Secrets, Hường mới giờ đưa lên coi á. Khi mà ra đời cuốn đấy thì ông có tổ chức một cuộc thi, ai bán chạy cuốn đấy nhất thì sẽ được phần thưởng rất là lớn. Đấy thì mọi người muốn biết là ông tổ chức cái cuộc thi đấy lúc nào ấy thì mọi người phải follow ông chứ. Phải follow ông, kiểu có lấy Google dịch ra đi. Nếu mà ông nào chưa giỏi thì được, cũng đừng sợ tiếng Anh ban đầu mình không có tốn nhiều, mình chưa giỏi thì mình thấy mấy cái này là ghê gớm, nhưng thực tế là theo mình giỏi affiliate marketing, đầy người không giỏi tiếng Anh nhưng mà làm. Bây giờ mình sẽ cho mọi người, ủa Russell Branson đây rồi, ủa đâu rồi Russell Branson, ông tác giả đấy. Thì khi mà ông ra đấy thì mọi người biết ai sáng giải không, ra cuộc thi đấy? Từ để hường kéo xuống phát mình kiếm một ai. Ông đang bài follow nha, search ngay trên nổi tiếng lắm. Tóm lại là bây giờ có không làm cũng follow, uổng phí cả một đời người khi không follow mấy ông này đấy. Rồi tiếp theo là khi mà ông tổ chức cuộc thi này á, thì một người khác, rất là nhiều người trên thế giới toàn cầu họ tham gia cuộc thi này, bán cái cuốn sách Traffic Secrets, cái cuốn hồi nãy Hương dơ lên á. Thì cái ông mà đứng số 1 là cái ông Ben Jun, là cái ông mà lúc nãy Hường kể chuyện, ổng là một cao thủ tại Malaysia. Ở Singapore thì có Even Chia, ở Malaysia là có Ben Jun, mà Việt Nam không có ông nào ấy. Thì cái ông Ben Jun đấy, ổng đứng đầu. Thì mọi người cũng có thể follow ổng với cái tên Ben Jun ở đây, để coi thử ổng đang tham gia cái gì, mình coi thử mình có tham gia chơi cùng được hay không. Thực tế thì mình không cần đứng nhất, nhưng mà mọi người biết sao không? Khi mà mình tham gia theo trend á, là mấy ông nội này ông chạy quảng cáo á, ông chạy quảng cáo tạo thị trường hết rồi. Thí dụ ông quảng cáo cuốn Traffic Secrets, những người lạ họ đâu có biết cuốn Traffic Secrets đâu. Họ phải xem quảng cáo cái cuốn đấy là khoảng cỡ 10 lần họ mới bắt đầu, ủa cái này là cái gì để họ mua, đúng không? Nhưng khi mấy ông nội này ông tạo thị trường, ông chạy quảng cáo tan nát hết những người, thì trước mặt họ khắp nơi là Traffic Secrets, là tạo xong thị trường rồi thì mình quảng cáo vô cho tự nhiên mình ăn theo người ta. Mọi người có hình dung được cái chỗ này không? Mọi người hình dung được, mọi người biết xúc có hình dung được phát để Hường yên tâm là Hường nói mọi người đang hiểu đi. Chứ Hường sợ là như đám rừng ấy không hiểu gì hết. Có hiểu không? Có hiểu Hường nói gì không? Có, ok. Có hình dung được anh Phạm Đức Thế nè. Có gì nữa không ta? Hiệu ứng cánh bướm. Ồ, ông nào bình luận xuống đấy. Rồi, ok. Như vậy là mình phải tạo cho mình một cái môi trường nha. Mình thấy cái gì affiliate mình like theo vô, like, comment, bình luận các kiểu vô. Để những cái thứ đấy nó sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình sẽ thấy được nhiều hơn, mình bắt trend sớm hơn. Biết xuống chưa? Quan trọng lắm ấy, chứ không phải là ngồi đấy hướng dẫn mọi người làm web đâu. Muốn mà hướng dẫn mọi người làm web thì lên Google search cách làm web. Còn ở đây mình sẽ hướng dẫn cái cách làm nào để mọi người có thể dễ đạt được cái điều này hơn. Có chị họ xô ra mình ăn ké. Đúng rồi, hợp lý đấy, gọi là đi mình đi theo trend đấy. Rồi bây giờ là đấy là cái làm thế nào để mình có cái môi trường, những cái thứ xung quanh của mình xuất hiện về affiliate marketing, và mình làm cho não bộ của mình biết được rằng ở mày affiliate marketing là của mày rồi đấy, không còn gì xa lạ. Giống như kiểu đánh răng, mày phải đánh răng thì sau này dần dần affiliate marketing, nhưng bây giờ nó xâm nhập vào cơ thể mình. Cách đây 5 năm Hường là một người, mọi người biết làm gì không? Hường toàn là đi làm thêm với cả làm những cái công việc nó chả liên quan tới internet hết đó. Mình đi làm gia sư nè, mình là Hường ấy là một
người trùng gia sư dạy môn vật lý với môn toán. Ngày xưa mình là học sinh giỏi cấp tóm lại là thi cấp quốc gia, giải ba cấp quốc gia môn vật lý. Đấy, nên là mình trùng giải vật lý, sau đây mình làm gia sư môn vật lý. Và tiếp theo mình cũng đã từng thi những cuộc thi học sinh giỏi môn toán. Và điều đặc biệt là mình cũng đã từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn văn. Nên là hơi nổi chút cho vui, nhưng mà thực tế là như vậy đó, đúng là sự thật 100%. Nên đó là mình chả liên quan gì tới web hết đó. Rồi sau này mình thi cho vào trường đại học á. Ngày đó mình thi hai trường, một trường đại học Y Dược Huế rớt. Đấy, đau đớn. Thế mình vào trường, cái trường thứ hai là trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Mình vô mình học luôn hai ngành, là ngành thứ nhất là ngành học cử nhân luật, ngành thứ hai là cái ngành quản trị kinh doanh. Chui vô đấy học có liên quan gì tới web không? No, toàn là luật với cả pháp với cả quản trị kinh doanh, chẳng liên quan tới web gì hết. Thế nhưng mà tự kỷ ám thị kiểu gì mọi người thành công á, mọi người thực sự là Hường tự kỷ ám thị rất thành công, Hường dùng NLP rất thành công. Ở chỗ mình sống ở trong môi trường đại học luật, mình học một ngành luật và kinh tế 5 năm, chưa bao giờ trong đầu mình thoáng nghĩ ra một cái là sau này mình ra mình làm luật sư hay cái gì liên quan tới luật đó. Chưa mảy may suy nghĩ một chút xíu nào luôn. Và rất thành công ở chỗ là năm 2 đại học, Hường là một Hường tự kỳ ám thị mình là sau này sẽ trở thành một người tự kinh doanh. Và thêm một năm sau đấy thì mình tự kỳ ám thị mình tự nói cho mình là một bậc thầy về Internet Marketing và đặc biệt là trong lĩnh vực Affiliate Marketing. Và điều đó thực sự rất thành công ở chỗ là não bộ của mình nó hoạt động là mình làm cả mọi thứ liên quan đến Internet Marketing mà chưa bao giờ nghĩ là mình là luật sư. Thực tế là khi mình làm điều đấy rất thần thánh, mọi người biết không? Khao khát thành công đến mức gọi là ám ảnh thực sự, ám ảnh. Sau này khi mà mọi người có muốn nghe được ám ảnh tới mức nào không? Tới năm 2018 ấy, sau bao nhiêu năm ấy? Nói chung 3-4 năm gì đó khởi nghiệp. Tại 2018 thì mình đã đạt được những kết quả như mình mong muốn rồi. Nhưng lúc đó cái đầu mình nói chung bị điên ấy. Nó bây giờ phải mất 1-2 năm sau Hường mới ổn định lại. Cái đó mình không hiểu. Tức là mình không hiểu tại sao mình có những cái hành động nó quá dị lắm. Và mình chú kiểu ở trong mối quan hệ bạn bè này, mối quan hệ với crush này, mối quan hệ với người yêu này, mối quan hệ với gia đình, nó bị vấn đề. Nhiều khi mọi người biết không, giống như kiểu mình ám ảnh đến mức mà mình đang ở Sài Gòn, ba mẹ của Hường ấy là ở Gia Lai. Thì lúc mà mình về thăm nhà ấy, ở nhà lúc đấy còn ba mẹ với một thằng em. Thì lúc đấy mình cứ ngồi mình ăn mà trong đầu mình cứ nghĩ tới cái chuyện là cái đô với Clickbank, rồi tiền Clickbank, rồi cứ tiền đô, rồi nó có vậy đó. Mình cứ nghĩ là phải nhiều tiền, phải kiếm, phải 200 triệu một tháng vậy đó. Thế là lúc mà ngồi ăn cơm ấy, thì thằng em của mình bình thường là nó đi học, nhưng hôm nay nó ngồi nó ăn với mình, nó ngồi nó ăn tới hết bữa cơm, xong nó đứng dậy trước, cái mình ngồi mình suy nghĩ kiểu gì, mình kêu ủa đang em không ăn cơm hả? Trong khi là nó ngồi nó ăn với mình một buổi luôn, tức là ăn xong cơm rồi mình hỏi, nó đứng dậy rồi mình hỏi ủa em không ăn cơm hả? Là ăn cơm luôn. Trời ơi, nó bị điên vậy. Sao có những khoảnh khắc mà bây giờ mình nghĩ lại mình không biết tại sao mà người thân có thể chịu đựng mình được mình như thế, gọi là ám ảnh ấy. Thì đấy là một cái điều mà mọi người cần phải làm nếu mà thực sự muốn thay đổi và thay đổi được được. Hường khởi nghiệp ấy thì Hường phải đi một cái chiếc xe, gọi là chiếc xe mà Hường tiết kiệm xăng ấy. Chắc con trai biết điều này nè, con trai sẽ biết được cái điều là làm thế nào để tiết kiệm xăng khi lái xe. Có phải xuống dốc mình dậm số không hả? Chính xác, chính xác. Là mình dậm số là tự nhiên cái nó không tiêu thụ nhiệt lượng, năng lượng nữa. Nó không tiêu thụ năng lượng nữa là nó đổ tốn xăng của mình, đúng không? Thường thường mấy ông con trai mà tiết kiệm xăng làm điều này, hoặc là mấy ông mà lớn lớn tí chứ mấy người trẻ quá ấy. Âm côn gì đấy mình không biết, mà mình chỉ biết là dậm số xuất phát xuống dốc là nó sẽ không tiêu thụ năng lượng nữa, là nó tiết kiệm xăng. Mấy ông và con trai mà lớn lớn ấy, chứ mấy người trẻ trẻ bây giờ cũng không biết tiết kiệm là gì. Đấy, thế là mình cũng phải con gái mà toàn là phải đi như thế. Mà ngày xưa mình cũng biết là mình còn nghe đồn á là đi xe nhanh lên là tiết kiệm xăng. Thế là mình đi rất là nhanh.
thêm bị bán tốc độ mất hồn đấy, thì đến đó chúng tiết kiệm như thế mà cái xe mình đấy thì nó cũng hơi lên hơi xuống à, nó đáp lại là thôi mình không muốn kể chuyện quá khứ nữa. Nhưng mà thực tế là có những cái lúc khó khăn như thế mà mình nhìn vào một cái tương lai, từ kỳ em thấy là mình phải trở nên là khác biệt, mình phải thay đổi cuộc đời và số phận của mình. Thì cái điều đầu tiên là cái hành động, và mình à, cái điều đầu tiên bị ám ảnh, điều đầu tiên là phải chọn được cái môi trường, chọn được cái môi trường rồi. Ok, nãy giờ mọi người chọn môi trường chưa, và định hình mọi người chọn môi trường như nào chưa? Ok rồi đúng không? Rồi tiếp theo đó là chia sẻ thêm đi, anh em chia sẻ thêm đi, sang kể đi cho nó vui, chia sẻ thêm tại sao mình lại có mặt ở trong Zoom ở đây, mà tại sao mình chọn mảng này. Ông nào mà làm sơ sơ rồi chia sẻ cũng được, chứ mấy ông mới quá thì ông im ru rồi. Mấy ông nào sơ sơ hay biết nghiên cứu sơ sơ rồi mở mic lên chia sẻ giao lưu đi. Người đừng lặng yên đến thế, vì lặng yên sẽ giết chết con tim. Anh Long chia sẻ đi. Chào tất cả mọi người. Dạ, em là Long Nguyễn, hiện tại Long cũng đang internal thì cũng đang làm trong ngành affiliate marketing. Thì trong khoảng thời gian trước á, thì lúc mà nghiên cứu về lead bank á, thì có nhắn tin rất là nhiều cao thủ lead bank, thì chỉ có một mình chị Tomato thường là trả lời lại câu hỏi đó. Trả lời câu nào? Thì ngày hôm đó thì cũng nghiên cứu về bắt đầu nghiên cứu về Minh Đáp. Thì tính chạy tính banh về Minh Đáp, nhưng mà trong khoảng thời gian là đầu năm 2020 là Minh Đáp chạy không được. Ở thị trường Việt Nam là Minh Đáp chạy không được. Thì Long cũng có làm một số thủ thuật giống như là VVS hay đổi IP gì đó, nó cũng không được luôn. Thì đến thời điểm bây giờ thì không có chơi, không có tham gia tính banh, nhưng mà có vẫn có làm một số thị trường về affiliate marketing. Rồi, ok. Thì cũng muốn giao lưu với mọi người là cái câu chuyện về làm affiliate. Cái câu chuyện về làm affiliate marketing đó tùy thuộc vào ý chí của mình thôi. Chứ thật ra thì nó không khó, nhưng mà nó cũng không dễ. Rồi, cảm ơn chị ạ. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Long. Rất là vui. Thì mình cứ mọi người, ai mà chưa từng mở mic thì mình cứ mở mic nên nói một lần, để mình thoải mái, tuần sau mình lại gặp tiếp. Với cả là mọi người lưu ý là mình đang tham gia cuộc chơi quốc tế, mình không có phải là người Việt Nam mình cạnh tranh với nhau, mà mình là làm thế nào để cái level kiến thức của Việt Nam của chúng ta lên một tầm mới, để mình có thể cạnh tranh với mấy ông Malaysia, mấy ông Singapore, mấy ông Hồng Kông kia, mấy ông, và đặc biệt mấy ông tại Mỹ kia. Chứ mình không có, nếu mình nhìn nhau thì mình không bao giờ lên được. Nên là mọi người phải thực sự là tạo ra một cái cộng đồng sân chơi lớn. Thường thường cái tỷ lệ mà đi theo đến cùng khoảng 20%, nên anh em yên tâm, nói chung là mình cần phải tìm nhiều hơn những người giỏi, để mình có thể là mình tham gia, mình chia sẻ với nhau. Mình phải liên tục tìm thấy những người giỏi, và thậm chí mình phải làm cho người xung quanh mình giỏi hơn mình, để mà mình dí theo nó mình làm. Như đợt vừa rồi ấy, là hồi nãy Hương có chia sẻ cái đống chat á, có một anh giờ này năm ngoái anh ấy là cái gì 30 mấy nghìn đô một tháng, là nguồn cảm hứng của rất là nhiều người luôn, là nguồn cảm hứng của những anh em khác. Đến lúc mà đầu năm 2020 cái ông bị khóa bạ tại Cần Binh, thế là ông bị tuột bèo xuống. May mắn là ông đã tạo cảm hứng cho nhiều anh em khác, thế là mấy ông em khác mò ra tùm lum cắt. Thế mà lúc ông tụ cái bèo xong, mấy ông kia lên, mấy ông kia quất một phát lên 10.000 đô, còn có ông lên tới gần lên tới 20.000 đô một tuần ấy. Thì ông, cái ông mà giờ này ông quá được 30.000 đô, tạo cảm hứng cho người khác ấy, dí theo cái ông là 20.000 đô một tuần đấy. Thế là cuộc đời là có những cái lần mà mình cứ tạo cảm hứng cho người khác, rồi tiếp tục người khác lại tạo cảm hứng cho mình. Chứ bây giờ nếu mà không có cái ông 20.000 đô một tháng kia, là nhiều khi cái ông 30.000, ấy là không có cái ông 20.000 đô một tuần kia,
là ông ấy bị tuột năng lượng là tiêu luôn rồi, chìm luôn rồi. Nhưng mà mình có những lúc người khác tạo năng lượng cho mình, có những lúc mình phải cho đi, mình tạo năng lượng cho người khác. Này không những mình tạo năng lượng, mình tạo ra cộng đồng, mà mình còn phải chia sẻ cho cái người kế bên của mình để có động lực, mình phải tham gia một cái cuộc chơi, tham gia một cái nhóm, mình phải làm trùm năng lượng, mình tạo cảm hứng cho người khác. Còn nếu nào tạo cảm hứng hoài, mình truyền năng lượng hoài nó không lên, nó vẫn sẹp, thì mình kiếm cái nhóm khác mình chơi năng lượng lên. Đấy đó, nên là mình chia sẻ thoải mái và có chia sẻ và thêm nhiều khi á. Thì Hương có một bà chị á, bà ấy là một người gọi là tự nhiên thích mạng này, thấy gì đó laptop lifestyle gì đó chui vô chơi, cái bà vô bà đăng ký học, xong bà không học, xong rồi bà kệ, một năm sau kêu thôi con trai con vô con làm này đi. Ai ngờ bà kêu con trai với con gái bà chui vô học ngon. thế là nhiều khi mình làm không giỏi, nhưng mà bạn bè có thể là những người xung quanh hay bạn thân của mình vô, có nhiều người họ đam mê thì họ sẽ giỏi thôi. Nhiều khi mình phải đam mê là mình phải chia sẻ cho nhiều người ấy. Thì chỉ cần ở trong gia đình mình, ở trong trong đại gia đình của mình, chỉ có một trùm affiliate marketing là thôi thay đổi cả một dòng họ. Như nhà Hường thì may quá có Hường, nhưng mà sau đấy thì Hường cũng truyền lại cho hai đứa em Hường, nên là giờ tụi nó cũng được, cũng được sướng sướng chút, đúng không? Trong đây có con em của Hường. nó tắt camera rồi. Thì đấy, thì đấy là cái mà mình phải chia sẻ, và mình nếu mà mình làm mình cảm thấy mình ít thời gian hay gì đó thì hãy chia sẻ cho những người xung quanh mình, biết đâu con của mình, em của mình, bạn của mình, ai đấy thích là thay đổi cả một cuộc đời luôn ấy. Bởi vì là cái sự đắm chìm nó cần với cái sự thời gian hy sinh, công việc hy sinh, nhiều thứ khác. Rồi nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc kiên trì nha. Trong đây mọi người có tài khoản Clickbank hết chưa? Viết xuống có, đã có tài khoản giúp luôn đi, đã có tài khoản giúp. Đã có tài khoản đi. Chưa hả? Ok có. Ủa ông Lê Hưng đoạn nào chưa vậy? Đây Hưng đây. Đâu? Sao vậy? Đây. Anh là đang ở đâu? Rê Hưng này vậy? Chào, anh chia sẻ chút đi. Chào cô giáo Hường và các bạn. Thì mình tên là Hưng. Hiện tại mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Và mình cũng mới tìm hiểu về affiliate cũng mới gần đây thôi. Mình thấy có nó quá nhiều cái cách hay là cái sàn hay là cái phương pháp để làm á, và cũng cảm thấy là nó hơi mông lung. Thì có theo dõi Hường ở trên cái Facebook với lại trên YouTube á, thì thông qua đó thì tham gia cái nhóm này để mà tìm hiểu thêm cái cách làm sao để mà cái thị trường nào nó làm tốt nhất, rồi mình làm theo cái phương pháp nào tốt nhất. Đó thì bữa giờ mình nghiên cứu, mình thấy bây giờ như bên Shopee cũng có nè, rồi mấy cái sàn như Acetrade cũng có, nói chung là nhiều lắm, cho nên nhiều khi cũng không biết là mình tập trung như cái nào, tại vì thời gian cũng có hạn á. Đó thì cũng thông qua cái lớp này có thể là Thường giải đáp thêm một số cái thắc mắc như vậy. Cảm ơn Thường. Cảm ơn anh Hưng. Cái này thực tế là cái quan trọng ở đây mọi người không phải là Shopee, Clickbank, Amazon hay cái gì, mà quan trọng ở đây mình có kiến thức là thằng nào mình cũng chơi được. Và đặc biệt khi mọi người sở hữu những kiến thức về Internet Marketing, lúc đây mình đu trend là mình sẽ cũng kiếm được khá bội rồi. Hồi nãy mọi người có thấy mình chia sẻ cái ví dụ mà là cái mình ví dụ như ông Minh Jun ông đang rải tiền quảng cáo khắp thế giới, về ví dụ khắp Mỹ, khắp đất nước Mỹ, về cuốn sổ tay là cái cuốn bí mật trang phí, cái cuốn này ông đang rải tiền khắp đất nước Mỹ đúng không? Mình cứ đu trend thôi, mình chui vô quảng cáo cuốn này, thế là mình lên. Nhưng mà lúc đấy mọi người phải biết kỹ năng quảng cáo, chưa mình chưa sẵn sàng kiến thức thì mình còn lâu mình mới đu trend được. Nên là thường thường ấy, mình đừng có nói là mình làm Shopee hay mình làm Clickbank hay mình làm Amazon hay mình làm bất kỳ một cái gì, không phải là cái điều đấy, mà mình phải nói là mình học kiến thức gì đấy, rồi cái thằng nào chết thì mình làm cái khác. Mình học kiến thức cả affiliate marketing, thằng Clickbank chết có thể là ông founder ông chết làm ví dụ vậy. Sorry, xin lỗi, nhưng mà ý là Hường nói ví dụ cho vui vậy. Để đó là ông kêu thôi Clickbank tao giải tán là tiêu, đâu có được. Mình phải phụ thuộc vào kiến thức lúc đấy, mình nghĩ sang thằng Amazon mình chơi, Civizo mình chơi,
nhảy qua Unica Việt Nam mình chơi cũng được, nhưng mà Unica hoa hồng thấp quá đấy. Đấy thì mình có thể nhảy qua qua Shopee. Tóm lại là chỉ cần kiến thức, quan trọng là mình học kiến thức gì, mình muốn mình xây tệp khách hàng của mình như thế nào, mình xây cái kiến thức của mình như thế nào, chứ chứ nó không phải là làm cái gì. Ok, ok nha anh Hưng. Thì mình cần phải, trước tiên là mình phải đắm chìm, mình làm cho kiến thức level của mình nó lên cao đi đã. Chọn một cái gì đấy và đắm chìm nó, để ví dụ như anh chọn bán hàng ở trên Clickbank hoặc chọn bán hàng trên Shopee, thì chỉ còn 6 tháng 1 năm thì kiến thức về Internet Marketing của anh lên một level mới. Lúc đó anh có thể chọn rất là nhiều mảng khác nhau. Chỉ cần đắm chìm một cái để học kiến thức Internet Marketing đã. Dạ, thì đấy là câu trả lời. Bây giờ nếu mà anh em nào mà chưa có tài khoản Clickbank cũng như là bữa giờ chưa có làm gì hết ấy, thì đêm nay đi. Đêm nay anh em về sáng mai, đêm nay và tiếp tục sáng mai, tí nữa làm luôn xem bạn. Tóm lại là phải xem một cái video trên đây. Cái link Hường vừa mới gửi ở phần chat ấy. Thì xem cái video đầu tiên. Đấy, sau đó là cách kiếm tiền Clickbank là gì, hướng dẫn tạo tài khoản. Hồi nãy ông nào chưa có tài khoản đặc biệt phải xem video này. Rồi cái xem, làm theo, các bạn cứ xem đi. Còn làm theo thì càng tốt. Tóm lại là cứ xem hết một cái bèo mấy phút rồi. Cái bèo hết đi, tự nhiên mình có định hình kiến thức căn bản về kiếm tiền YouTube với Clickbank. Đấy, chứ ngày hôm nay mình đâu có rảnh mà mình chui vô mình hướng dẫn tạo kênh YouTube như thế nào, tạo tài khoản Clickbank như thế nào, đúng không cả nhà? Đúng không? Mấy cái này xem trên mạng được đúng không? Hôm nay mình vô mình sẽ chia sẻ những cái gì đó nó không có trên đây, và chúng ta tìm một cái môi trường để chúng ta rèn luyện, chia sẻ với nhau những thứ không có trên mạng. Còn những thứ mà có được rồi thì anh em cứ lên đây xem bộ video. Có một cách để lưu trữ dữ liệu nha, tức là mình lưu trữ mấy cái thông tin nha cả nhà. Bây giờ anh em làm như thế này nè. Thấy màn hình hết đúng không? Ông nào không thấy màn hình la lên nha. Bây giờ nè, vô cái Facebook cá nhân của chúng ta ấy, kiếm cách có thể bấm vào đây cũng được này. Tạo một cái nhóm. Cái nhóm này chỉ có một mình thôi. Gọi là lưu tài liệu hay. Lưu tài liệu hay. Để nó khỏi bị trôi á, và mình nó không biết mất ở đâu hết á. Quyền riêng tư chỉ mình tôi hiển thị. Đấy thì tóm lại riêng tư mình tôi thì không ai nào xem được. Đấy, mời bạn bè không cần luôn, hoặc là một cái nick Facebook ảo nào đó, hoặc một cái Facebook khác của mình vô để phòng khi mình bị hack mất Facebook thì còn cái Facebook khác, thì mình kiếm một cái Facebook của mình khác nữa. Mình vô đâu rồi, Hường Nguyễn đâu rồi? Hường Nguyễn sống có vậy thôi, lưu một cái Facebook. Ê, ông nào mà học rút kinh nghiệm hôm nay nha, hôm sau học thì mọi người cứ xách theo cái laptop ấy, mình chỉ gì làm luôn cho rồi, đừng có mong chờ những thứ cao siêu, những thứ nhỏ nhỏ này là ok lắm đó. Bây giờ mình kiếm cái Facebook nào đại ta, kiếm bạn trợ lý đi. Rồi tí nữa cho ao bạn chứ giờ tạo cái group Facebook kì. Tóm lại là kiếm một Facebook ảo hoặc là từ một Facebook cũng được, nhưng mà mai mốt thì phải thêm một cái Facebook khác vô, để lỡ mà bị hack mất Facebook thì còn cài ảnh bìa cho đẹp cũng được. Tại nào đâu, tại ảnh bìa cho đẹp. Ok, kiếm cái hình nào đó tại ảnh bìa dài đi đó. Sau đó thì mình tải vô, ví dụ hôm nay Hường đã gửi tài liệu cho cả lớp là cái link này Hường có gửi ở trong cái phần chat á, thì mọi người copy ở trong cái ô chat đi, bỏ vô đây bộ video căn bản Clickbank. Đấy, enter phát dán nó vô đây, đăng nó lên. Rồi chúng ta đã lưu, và sau này có những cái tài liệu nào hay, những cái video nào hay chúng ta cũng có thể đăng lên đây. Thấy vậy chứ lên YouTube kiếm mọi người mất thời gian lắm. Mình gửi rồi thì xem luôn đi, thực hành theo luôn đi. Thì giờ này tuần sau chúng ta có thể hỏi đáp được không, các bạn? Được không cả lớp mọi người viết xuống
được, nếu mà ai thực hành luôn thì đã xong, mọi người biết xong đã xong phát để mình biết đã xong. Đã xong nha. Ông nào mà không có máy tính mà bây giờ vô on bằng điện thoại á là một cái sự thiệt thòi lớn. Đâu có rảnh, cuộc đời có bao nhiêu năm cuộc đời đâu mà cứ để ngày mai. Giờ làm luôn giây phút này luôn. Hành động ngay, hành động ngay, cái gì cũng hành động ngay. Đấy là một cái thói quen rất là không thể thiếu đối với những người thành công ấy. Như ngày xưa Hường đi học đại học ấy, Hường muốn vừa đi học đại học vừa muốn khởi nghiệp ấy. Hường khá là thời gian của mình quá. Nên là lần nào ấy Hường lên lớp Hường cũng nghe với thái độ mình chỉ được nghe một lần trong đời. Và chưa bao giờ gọi là phải ôn lại lần thứ hai. Thi luôn vậy đó. Tìm mọi cách chứ mình không có thời gian mà học lại. Thế ông nào cứ để ngày mai là chết. Đi học bất cứ cái gì cũng làm luôn. Học một chiến lược gì làm luôn. Ngày hôm sau còn chuyện ngày hôm sau chứ hơi đâu mà làm. Mình cứ để ngày mai, mình cứ để từ từ, mong chờ hoàn hảo thì còn lâu nha. Phải chấp nhận cái sự không hoàn hảo của mình thì mình mới tiến lên được. Đã xong rồi hết rồi đúng không? Ok. Ông nào mà hôm nay chưa có laptop thì hôm sau nhớ tham gia bài laptop nha. Thì bài tập cho các bạn, các bạn tuần này là tuần sau xem hết cái nhiều cái video trong danh sách phát đấy. Để hôm sau mình có cái video luôn, mình phải có một cái gì đó chung. Mình phải có một cái gì đó chung mình mới nói chuyện với nhau được chứ. Như ông Đặng Mã với ông nào mới hỏi đấy chui vô. Đúng không anh Đặng Mã Media? Ừ, hỏi gì em nhỉ? Thì vô đây không có biết là đang ở trời đang mây gió nào, tại vì mình chưa xem video nào. Đúng không? À không, anh cũng tìm hiểu rất là nhiều rồi. À vậy hả? Mày quá. Hơn. Và là hơn đấy. Thế bây giờ kia thì mình cứ xem. Mình cứ xem hết nha. Mình cứ xem hết video, hôm sau mình có nền tảng chung mình nói chuyện với nhau cho vui. Với cả những cái phần kỹ thuật sẽ không hiếm khi không, hiếm khi sẽ được hướng dẫn trên đây. Bởi vì là nó trên mạng nó có rồi. Đâu rảnh mà nói lại, Hùng là biến nó lại mấy cái phần mà trên mạng có lắm. Yeah. Ok, Phạm Đức Thế đã xong. Rồi. À, còn với lại á, mọi người nhớ giao lưu để hôm sau ấy Hùng vô cái Hùng thấy ù mấy ông cũ nè, mấy ông hôm trước nè. Cái mình cảm thấy ù có sự connect, có sự kết nối. Chứ tự nhiên hôm sau vô cái mình không biết ông nào, bây giờ tắt cái zoom màn hình như này mình vô mình đâu có nhớ mặt đâu. Thế hôm sau mình không biết phải mấy ông hôm trước không ta. Thế là mình cũng biết nói tiếp hay nói lùi lại. Nên là mọi người thấy nhắc là mình cho mình không biết là cái video với cả mình thấy mặt quen với cả mấy ông mở mic lên video nói giao lưu tự nhiên mình nhớ mặt vậy cho nó vui hơn. Đúng không? Để cho lần sau mình tiếp tục. Chứ còn mấy ông trốn như vậy lần sau vô đâu biết phải không ta. Rồi, như vậy thì mọi người cứ xác định là cứ mỗi tuần mình sẽ có một cái mảng ghép. Còn mấy ông nào mà có nhiều cái mình cứ học với tinh thần ly nước rộng đi. Cái gì mình biết rồi thì mình coi như mình xóa hết ký ức mình làm lại để mình học cho nó tốt. Với cả là gia đà các bạn, thực ra thì trong cái buổi ngày hôm nay á 31 thành viên tham gia, hiếm khi có một cái chương trình nào mà Hường chia sẻ mà dung và nạp ít như vậy. Mình cũng mới chia sẻ, mình chưa chia sẻ rộng rãi nên là số thành viên ít. Nên là bây giờ ấy mọi người cố gắng giúp Hường là nếu mà có bạn của mình ai quan tâm tới internet marketing hoặc là anh chị em ai đấy thì ép họ vô, giống như kiểu Hường chia sẻ dung cứ hàng tuần Hường chia sẻ lên ấy. Thì Hường muốn là duy trì cái hoạt động nhóm tạo năng lượng cho mọi người để hướng tới một cái tầm nhìn của mình. Cái thứ hai mình cũng muốn là nhiều người biết đến, mình muốn là tăng sub kênh YouTube. Đấy là mình muốn là mọi người cứ ép vô luôn đi để học, để mà mình Hường, nếu mà mọi người không thể nào chỉ được như em của Hường ấy, Hường rất là khó để có thể thầy chỉ nó học, mình cho vô học thầy Phạm Thành Long, đúng không? Tức là người ta gọi là bục nhà phong thiên ấy. Nên là nhiều anh chị thấy vậy chứ tự chỉ người thân trong gia đình mình thì khó. Nên mình nói chuyện với người khác thì dễ hơn. Nên là nếu mà mọi người thấy ai quan tâm hoặc là đặc biệt á
ta thường thấy mấy người trẻ trẻ, mấy bạn mà vừa tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là vừa tốt nghiệp đại học hoặc là nói chung là trẻ trẻ thì rất là thích, nếu mà hứng thú thì vô có thể ép vào nhóm để các bạn tham gia một vài buổi, biết đâu các bạn đam mê, đúng không? Thầy Hường cũng sẽ chia sẻ mỗi tuần như thế, và biết đâu các bạn đam mê thì đã là một sự lựa chọn thay đổi cuộc đời, còn không thì cũng không sao. Thầy Hường cũng cài đặt chế độ nhóm á, là chế độ là chỉ có một mình Hường thông báo tin lên nhóm thôi, không ma nào chat lên đấy được, nên sẽ không làm cho ồn hay là không làm spam hay là không làm cho mình cảm thấy cái nhóm nó bị rối, mà mình cứ ép thành viên mình có thể là nhắn họ một vài lời vô đây học coi thử, nếu mà thích thì theo đuổi, còn không thích thôi. Thực tế là nha, là chỉ cần cho những người trẻ biết lý do tại sao họ bắt đầu những mảng này, hoặc chỉ cần cho ai đó biết lý do tại sao họ thể theo bản này và có đủ động lực đủ lớn thì họ sẽ theo đến cùng, không cần sự tác động của mình. Nếu mà có sự dẫn dắt của một người thầy thì rất là tuyệt vời, còn nếu mà không có dẫn dắt thì họ cũng sẽ bất chấp, họ cũng sẽ tiến lên mặc kệ nó làm tới thôi, chứ họ không được. Mọi người đừng có lo là họ chỉ cần đụng, gọi là đụng điểm chạm, đụng vô cái điểm mà họ mong muốn, đúng cái điểm họ khát khao thì họ tự cố gắng thôi, chứ mọi người không cần lo cái chuyện là họ làm nào họ làm được, sợ họ làm được không phải lo gì đấy. Thế thì biết đâu đây là một sự đam mê, đặc biệt là thời Covid-19 này. Thì đợt trước Hường có một ông bạn á, ông ấy thực ra khi là học viên của Hường thì Hường mới tự nhiên làm quen xong trở thành bạn, thì tiếp lại học viên của Hường thì bây giờ trong đây có mấy ông học viên nè, có ông Thế là học viên nè. Đấy, tự nhiên ngày xưa mấy anh em đâu biết nhau, bây giờ tự nhiên quen, đúng không? Phải cho cô Vi Vi phone cô Vi Vi gì Vi nhỉ? Khánh Vi. Cái gì? Khánh Vi, đúng rồi. Đấy, thì vô tự nhiên cái một người xa lạ, bỗng dưng biết hồi nãy có ông Cương, mà ông Cương lên level cao quá, ông chị ra ngoài rồi. Thì đấy, có ông Trung Kiên nữa đây nè. Thì mình sẽ giao mình sẽ biết nhau, mình chia sẻ thôi. Mình cứ ép nhiều thành viên vô, mọi người ok không? Ok phát để Hường biết là Hường chia sẻ có ý nghĩa đi. Ok phát đi, chia sẻ vô, ép vô để cho biết đâu sẽ thay đổi cuộc đời của người khác. Và mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, đúng không? Chỉ cần một người thay đổi thôi. Và chỉ cần họ kiếm đúng cái mảng của họ cần thì sẽ biết lý do. Thực ra Hường mong muốn cái nhóm người rút nó lên 1.000 người khác thì sẽ rất là vui, đông vui. Và mọi người biết không, Hường dự kiến á, khi nhóm lên cao thì những ông mà giỏi á, sẽ chơi chung với nhau, chắc chắn là đã như vậy rồi. Để mấy ông mà dở hơn cố gắng, còn mấy ông giỏi chơi nhau để ra những kết quả bùng nổ. Có khách hàng nữa bay vào chỗ Hường nè. Ok. Thì đấy là một số. Và tiếp theo là học, mọi người nhớ là phải học mấy cái phần kỹ thuật mà Hường chia sẻ trên kênh YouTube. Trên YouTube Hường không có chia sẻ nhiều video đâu. Hiện tại là số lượng video nó còn ít lắm, nên là mọi người cứ xem đi. Rồi khi mà lên như thế này á, thì sẽ có một vài phút để mình tương tác. Đặc biệt là mấy ông mà học viên cũng được, thì mọi người cứ lên đây sẵn tiện Zoom như thế này, hỏi luôn, hỏi đáp luôn, để cho nó thoải mái. Rồi ok. Và có một điều nữa nè, mọi người đã có muốn thực sự là đam mê mảng này không? Mọi người cho Hường biết là cái sự đam mê của anh em đi. Chứ giờ ai biết mọi người có muốn nguyên tiếp không? Mọi người bình luận xuống nó đam mê phát để cho có động lực. Chiến máu me quá chịu. Okay. tuần sau tới anh Lý Thành Nguyên sẽ chia sẻ nha. Mình với anh Nguyên sẽ thay phiên nhau để cho nó kiến thức nó sinh động hơn với năng lượng hơn. Nhưng mà Hường muốn là muốn tinh thần là đợt sau lên phải ít nhất là 100 người. Đấy, cứ lên vậy đó. Xong cứ 1.000 anh em tuần nào cũng chiến, 1.000 anh em tuần nào cũng chiến, đằng nào chúng ta cũng tìm thấy vàng giữa đám đông, kim cương giữa đám đông. 1.000 anh em tuần nào cũng chiến vậy đó. Trong vòng 1 đến 2 tháng tới vút lên 1.000 anh em rồi tuần nào cũng chiến. Đấy, tuần nào cũng chia sẻ và cao hứng hơn thì những mà bữa nào sót thì cũng sẽ gửi video, nếu mà thực sự mà cái lượng mà tham gia đông mà đều đặn thì mới có cảm hứng nhất, rồi mới thật sự là mình cũng sẽ cố gắng là ghi âm lại những cái phần mà đặc biệt là dành cho những ai mình lâu mình lỡ lắm, mình thiếu sót lắm thì mình ép một cái bạn quản trị, một cái bạn trợ lý của Hường vô. Nếu ông nào mà tham gia đầy đủ các buổi nhưng mà hôm đấy lỡ sơ xuất bắn thì Hường sẽ gửi video ghi âm. Còn nếu ông nào hôm nào cũng bắn hoặc là 2-3 hôm bắn liên tiếp thì còn lâu nha, đừng có mơ nha, về nhà còn lâu mới gửi đoạn video nha, đừng có mơ. Nên là phải làm ra điều đoạn rồi mới gửi video.
giờ quyết tâm tìm hiểu. Ok rồi, cái tiếp theo mà mọi người phải biết điều này, phải biết điều này trước khi mà hôm sau có tham gia Zoom hay không, phải chấp nhận điều này rồi mới tham gia Zoom tiếp, còn nếu không chấp nhận thì thôi, từ bỏ cuộc chơi tại đây, bye bye, mình gặp nhau gì đó sau, mình đừng đến với nhau để làm nhau đau, để làm nhau tổn thương. Đó là chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu, tinh thần dài hạn, tức là tinh thần chiến đấu nó phải dài hạn lên, nó không phải là đùng một đêm. Hôm nay chia sẻ tham gia Zoom của cô Hường, sáng hôm sau 1.000 đô là không bao giờ có chuyện đấy. Và chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu với tinh thần dài hạn, có thể là 6 tháng, có thể là lên tới hơn 1 năm. Tóm lại là tinh thần chiến đấu nó dài hạn như thế. Và tinh thần vậy đó, tóm lại là lúc nào cũng tinh thần. Mọi người có biết là sự khác biệt rất rõ đấy, giữa cái người mà họ không có kết quả với cái người có kết quả không? Bản thân Hường ngày xưa ấy, tinh thần nói chung là máu me dữ lắm, tinh thần máu lụi vậy thôi, chứ người thì ốm gầy teo lúc đấy á, bởi vì mình chỉ quan tâm tới chiến thôi chứ mình không quan tâm tới ăn uống, nên là lúc đấy xong rồi thời gian con người nó sơ sát đó. Nhưng mà không sao, bây giờ có cái khác nó bù đắp vô rồi, bây giờ là mình tròn hơn rồi, chứ ngày xưa ốm như con mình ốm lắm đấy. Thì do là mình sẽ sẵn sàng chiến đấu với tinh thần dài hạn ấy. Nên ông nào ấy, bây giờ sau đêm nay biết gì không, ông nào mà mới ấy, lên Google search affiliate marketing, kiếm tiền trên mạng, search tha hồ một đêm đi, tìm hiểu đầy đủ con đầy đủ rồi các kiểu con đà điểu gì đó đi, sau đó là mình quyết định hay á, mình phải chiến mạng này mới được, hay á, đúng không? Rồi hôm sau tham gia Zoom tiếp. Còn tối nay mà chưa về tìm hiểu các kiểu con đà điểu, mình vẫn đang, cái này là cái gì ta? Nên tham gia không ta? Rồi thôi sao đừng tham gia nha, bỏ cuộc chơi nhau đồ, đừng bước qua đời nhau, làm nhau đâu làm gì. Nên là mình tối nay mình quyết định về nhà kỹ hết, ok, quyết định chiến là chơi tới bến, gọi là chơi khô máu và bền vững một cách dài hạn, lâu dài thì mới trở nên gọi là kiến thức trọn vẹn được. Mọi người biết sao nhiều người không? Ví dụ mọi người mới cái chưa dài hạn, mới có làm 2 tháng mới có nhào vô chạy quảng cáo trước bà tài khoản, thì lúc đấy mình kiến thức mình mới có chạy quảng cáo à, làm sao mình có thể sống được trong cái mạng này. Lúc mà mình chiến đấu dài hạn 6 tháng đến 1 năm thì lúc đấy chúng ta đã có kiến thức về làm resume, email marketing, YouTube, rồi các kênh social media, Twitter, Pinterest, Instagram, đầy rất là nhiều kiến thức rồi, chết cái này ta chơi cái khác. Chứ còn tinh thần chiến đấu chưa dài hạn, mới vô 2 tháng đâm đầu chuyện cáp chất bà tài khoản rồi xong siêu luôn. Nên là phải biết là ngoài kia ấy, nó có rất là nhiều cái kênh traffic không được kêu này ta bày kêu khác, mà mọi người nên nhớ rằng hồi nãy mình đã chia sẻ sâu cho mọi người thấy luôn rồi đấy, người ta kiếm 20.000 đô một tuần, mấy ông thường thường thì 5-6.000 đô một tuần thôi, hiện tại 20.000 đô một tuần, hồi nãy ông Đức Thế vô muộn này không thấy, nhưng mà đại khái á là doanh số, hồi nãy không sâu doanh số thì 20.000 đô một tuần là tiềm năng, chắc chắn người ta làm được thì mình cố gắng hết mình sẽ làm được thôi, chứ không thể nào mà tham gia một cuộc chiến ngắn hạn mới có thử thách khác chìm luôn là chết. Ok, rất rộng, quan trọng nhất là kỹ năng nên cố lên. Rồi ok, thì bây giờ mọi người sẵn sàng không? Tối nay là quyết định là mình phải tìm hiểu kỹ thật kỹ và mình ra một cái quyết định, và mình phải ấp ủ, mình tìm một cái môi trường mình làm cho tiềm thức của mình tiềm thức của mình biết mình là một bậc thầy về business marketing. Ok, tiềm thức là mình tiềm thức làm cho mình, và mình phải thật sự là mình cứ nghĩ mình giả bộ mình thành công bà đi, mình cứ tưởng mình thành công vậy đó, gọi là bị ảo tưởng sức mạnh mà. Sau đó rồi mình phải ảo tưởng sức mạnh 1-2 năm, sau đó mình mới thành công thật. Mình phải ảo tưởng lên, ảo tưởng mình tưởng mình là thành công thật rồi, mình cứ tưởng vậy đó, rồi sau đấy thì mới được. Rồi ok, thì góc nhặt ngày hôm nay, hồi nãy giờ mình đã học được điều gì để gút nó lại á, để chắc chắn là gút nó lại chứ không là nó bị nó xì hơi ra hết. Mọi người phải gút bong bóng lại,
Nên bây giờ chúng ta sẽ có là 2 phút học nhóm. Mỗi người có 2 phút để chia sẻ với người bạn của mình. Hôm nãy giờ mình đã học được cái bài học gì? Để mình gút nó lại. Để mình chắc chắn là những cái bài học vừa rồi nó ok nha. Bây giờ Hường sẽ chia nhóm. Mình chia nhóm là anh em nhớ khi mà Hường bấm chia nhóm phát là anh em vào nhóm để mở mic lên, mở micro lên, Zoom chia sẻ với mấy ông kế bên. Biết đâu sau này ông là người yêu cũ của mình thì sao? Đấy, ok, vô anh em, vô, ok, bấm ok hết, bấm vô. Vô cho nên, ủa sao bấm con đấy vậy? Vô đi, trời ơi, ông nào vẫn còn đấy vậy? Ủa sao vậy? Còn, mấy ông còn đây này đi hết. Ủa sao mấy ông vẫn một vài ông còn ta? No, không được ơi. Nói nói chuyện với cô giáo tí, không vào. Đi vào đi, cô giáo rồi. Nghỉ miếng uống nước miếng. Nãy giờ nói nhiều rồi. Anh chia sẻ, nếu mà anh ở đây anh nói đi. Tới giờ này nghỉ rồi, anh nói đi. Anh thẳng ngoài chia sẻ đi. Xin chào Hường và anh chị em đang có mặt tại lớp của cô giáo Hường. Thì thật ra thì mình cũng là một người dân công nghệ và từ trước giờ cũng làm nhưng mà lại đi làm về cái ngành media, tức là quay phim và chụp hình. Thì một thời điểm là mình làm cho thầy Phạm Thành Long và do là được thầy nhấc hẳn cả công ty sang đấy luôn. Và bây giờ thì mình quay lại với cuộc sống. Nhắc hẳn cả công ty là như thế nào anh? Thì anh sang làm leader bên công ty của thầy luôn ấy. Và anh tuyển dụng nhân sự. Uh-huh. Tất cả nhân sự mà đang làm cho thầy là anh đang tuyển dụng và đang làm ở đấy. Thường cũng lắm thường là 9 mấy? 91 à? 9 mấy là được rồi, biết rõ làm gì. Thế thôi, biết đâu mình gọi bằng chị sao nhỉ? Nên nó cứ kêu bằng em thì em chấp nhận bằng em. Ok, thế thôi cứ thoải mái thôi. Mình cứ thân, có gì thì cứ thoải mái chia sẻ thôi. Nghỉ ngơi xíu trong này các bạn quay lại chia sẻ tiếp. Mai mốt anh em one to one. Ok. Hôm nay thì cũng học được rất là nhiều thứ. Đầu tiên nó là cái môi trường rất là quan trọng. Và chính vì thế nên là mình giữ kỷ luật ở trong cái môi trường BNI. BNI cũng là một trong những cái môi trường để mình rèn luyện cái tính kỷ luật. KPI phải luôn xanh. Đấy, ví dụ như vậy, đúng không? KPI phải xanh. Nếu mà ngon hơn thì phải 100 điểm. Ngon, đúng rồi. Đã vào BNI, như thầy Long nói, đã vào BNI phải 100 điểm. Trời ơi, ông làm như mình siêu nhân. Nhưng biết từ từ, em cũng mới vào kiểu như với BNI nên chưa được 100 điểm, đang nỗ lực. Mà anh nghĩ là với Hường thì rất là đơn giản thôi, vì là em đã bán hàng Zoom rất là nhiều rồi, bán hàng một nhiều rất là nhiều lần rồi. Cái sự mà ngại giữa bán hàng một nhiều nó không còn nhiều nữa. Thì hình như là em cũng đang đọc hết cả bí mật chuyên gia rồi đúng không? Thế rồi, nói chung là đã cũng thoải mái. Mấy cái buổi chốt sale thì mình phải có slide chứ, hay là mình cứ chốt bình thường thôi? Bình thường nhiều khi em ít khi cần slide lắm, em không làm, em không biết lấy slide. Em có làm slide đâu. Tại vì những cái người mới như bọn anh ấy thì anh cũng đang theo một số code chuyên về internet marketing ấy, và họ cũng hướng dẫn cho những người mới. Vì những cái người mới mà người ta chưa biết cái chốt sale online, chốt sale một nhiều ấy, thì họ phải có các cái slide từng bước như thế. Thì anh nghĩ là cũng đấy rất là hay. Và trong quyển đấy nó cũng nói rất là rõ về vấn đề này đúng không? Vâng. Thì thôi, nói chung là cũng thoải mái, bây giờ em không có áp lực chuyện đấy. Ngày xưa thì đấy là năm ngoái thôi. Thì những người mới ấy, người ta chưa biết đi từ đâu ấy, thì chắc là trong cái khóa trong cái lớp Trainer chắc là có dạy cái điều đấy đúng không? Đúng rồi ạ. Ok. Cho hỏi cô Hường câu được không ạ? Vâng, chào anh Đặng Vĩnh. Xin chào cả nhà. Mình là Vĩnh, mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua có mua cái phần mềm của cho tôi làm video á. À, thấy. Mới vào nghề.
Hôm nay cho hỏi thăm xíu là mình giờ từ Clickbank thì mình nên làm bên kênh nào trước ạ? Nếu mà sau một người mới. Mới thì cứ học kiến thức đi đã, còn cái kênh nào thì nhiều kênh lắm, nhưng mà người mới thì không làm được kênh nào hết. Người mới không làm được kênh nào đâu nên hỏi chị Bà Công. Người mới là phải chọn cái kênh nào đấy và dí theo và học kiến thức đi. Chứ bây giờ không có kênh nào mà dễ hết đó. Nên là bây giờ cứ thí dụ chưa chọn cái thấy bang thì chọn thì dấn thân nó phải học kiến thức bao nhiêu là kiến thức phải để nắm chắc nó đi đã. Xong rồi mới chuyển sang kênh khác, chứ còn người mới đâu có làm được kênh nào. Bây giờ mình cứ học thôi. Ý là tạo cái tài khoản kênh nào trước, mình nên học thì mình nên tạo tài khoản. Ví dụ như anh đang xây kênh YouTube thì anh cứ xây đi. Anh cứ làm sao cho kênh YouTube của anh thì là tốt đi đã. Đó, thì anh sẽ nắm chắc một kiến thức và là một bậc thầy về YouTube đi. Rồi sau đó anh bán cái gì trên YouTube chả được. Rồi sau đó anh tiếp tục theo chị qua Facebook. Mà Facebook bây giờ tóm lại là Facebook là kênh lớn á. Kênh lớn thằng nào mà cá mập thì nó rất là mập. Còn mình thằng cá ốm thì nó rất là tên, nó rất là ốm. Hiểu không? YouTube là vậy đó. À, Facebook là vậy đó. Thằng nào mập thì rất là mập. Còn thằng nào ốm là nó cũng sắp lên bờ xuống ruộng. Rồi. Yeah, cảm ơn. Theo em thì có góp ý cho anh Vĩnh, đó là anh nên sử dụng cái kênh đơn giản nhất và cũng khá là khó, đó là kênh YouTube, là cái kênh mà có thể mình có thể xây dựng cái thương hiệu một cách nhanh nhất. Vì là bây giờ theo những cái nghiên cứu của Databox, một trong những cái đơn vị mà nghiên cứu với thị trường ấy, thì họ có báo cáo là 74% số khách hàng họ có phản hồi tốt. Họ muốn xem video hơn, họ muốn đọc blog. Đấy. Tức là 2/3 số người được nghiên cứu đều muốn xem video hơn. Và một điều nữa là ví dụ như nếu như anh sử dụng cái video của anh trên nền tảng Facebook chẳng hạn, thì nó chỉ tồn tại được 2-3 ngày thôi là có thể có người xem. Nhưng sau một tuần hoặc một tháng thì hầu như là không thể nào mà lộn lại được cái video đấy nữa, đúng không? Nhưng cái mạng xã hội mà có nhiều tech ấy, thì nó sẽ bị tình trạng như vậy. Đấy là một số thứ nghiên cứu. Thật ra thì anh vẫn phải làm, nói chung là làm đa kênh. Việc trọng nhất đó là gì? Anh phải quay video, thế thôi. Và còn lại thì anh cứ lên danh sách là kênh nào đấy thì anh chỉ cần edit lại theo định dạng của cái phần kênh đấy là mình có thể lên được rồi. Đấy. Cảm ơn anh Đặng Mã. Ok, cảm ơn anh nhé. Mọi người hình dung không? Đặng Mã ơi, ổng không có biết gì trường nào là Facebook marketing, nhưng mà điều căn bản là ổng giỏi internet marketing, nên là khi mà mình nói đề cập cái gì á thì tự nhiên người ta cũng sẽ hiểu là phải làm như thế nào, mặc dù ổng chưa bao giờ làm Clickbank cả. Thì đấy là cái điều mà khác biệt của những người có kiến thức và không có, chưa có kiến thức. Bây giờ để cho cả lớp mình cho nó vui ấy, thì bây giờ mình đợt sau mình vô Zoom, mình đổi hết background màu đen đi cho vui. Chơi không? Biết đổi background không? Để cho nó đồng nhất. Ví dụ như Hường sẽ đổi nè. Bây giờ Hường sẽ đổi background thành màu xanh đi. Thì mọi người có thấy Hường đổi thành màu xanh không? Hoặc là mình sẽ đổi thành màu trái tim đi, đỏ đi. Đó. Hoặc là mình đổi thành màu mờ, màu BNI, màu xanh. Đấy, tóm lại là đúng không? Bây giờ anh em để mà cho nó vui ở đây là cái nhà của mình cảm thấy đồng nhất với nhau, ồ tâm xịt tâm, thì mình đổi hết background thành màu đen. Con nào chưa biết đổi background không? Bây giờ mình tải đại trên hình trên mạng nào đấy mà mình muốn nó màu đen thì mình đổi vô cho nó vui. Ok, mọi người tải xuống đi, mình cùng nhau để mình có đồng đội. Bây giờ anh em tải xuống lên trên Google ấy, gọi là black background. Rồi nào có thể vàng đen cũng được, nói chung là không có nhất thiết là phải quá đen. Nó có thể có một chút cái màu sắc khác một chút, nhưng mà nó đen cho nó quyền lực chơi. Thì anh em tải kiếm cái hình nào đấy để hưởng thử cái màu đen nghe cho nó đen xì xì cho. Anh em tải đi, làm luôn đi cho nó vui cả lớp. Mọi người có thích vui không? Hay là thích học nhàm chán? Ông nào thích vui thì thích học nào đấy, đổi như thế nào đúng không? Bây giờ mọi người sẽ có ít thì chớ mấy ông xài điện thoại khó hướng dẫn quá. Các ông nào xài máy tính đi,
là cái góc trái của màn hình có cái chữ stop video, có cái biểu tượng của cái video, bấm vào cái mũi tên như trên và bấm vào vào cái chỗ mà có cái chữ background ấy. Sau đó chúng ta bấm vào đấy vào background and filter và đổi cái background thành cái màu khác. Tôi thường đổi thành cái màu lấp lánh đây. Đấy, mới đổi thành cái màu lấp lánh. Ok không? Mấy ông đổi chơi đi. Đổi đi, hôm sau là yêu cầu của tham gia vào Zoom hàng tháng là Zoom mỗi ngày là mọi người phải đổi background màu đen ấy, cho nó quyền lực nha anh em. Ông nào biết đổi rồi đổi lẹ lẹ luôn, đổi nhanh nhanh đi, đổi màu đen đi anh Trần đi, đổi màu đen phát luôn đi anh Louis Nam, đổi màu đen hết đi. Đấy, đúng không? Anh Nguyên Vũ được rồi nè, anh Đặng Mã được rồi nè, anh Công Trần được rồi nè, anh Đặng Vĩnh được rồi nè, anh Trần Nghi được rồi nè, đó anh Lê Hưng ok, Lộc Nguyễn đâu rồi? Ta thấy không thấy người, màu đen phải chui vô chứ tưởng nó không có người, tưởng đâu nó tắt màn hình. Đó anh Khoa Võ ok, rồi đổi phát ra màu đen hết đi nha anh em, cho nó tông xịt tông. Vô đổi màu đen đi nha. Ok, lần sau cố gắng đổi màu đen đi cho nó quyền bí nha anh em. Bây giờ vậy nè, bây giờ mình cũng không có gấp gì, bây giờ mình chụp hình với nhau, mình selfie với nhau một chút đi. Chờ chút nha, mình lấy cái con điện thoại mình selfie đi. Bây giờ anh em mở video lên, mình selfie với nhau, mình làm kỷ niệm để mai mốt mình bước qua đời nhau mình nhận ra nhau. Ok, mở hết video lên đi anh em. Mở video lên mình selfie phát cho nó hoành tráng. Ok, chuẩn bị. Tìm từ affiliate marketing. Ok, sẵn sàng chưa? Mấy ông Công Trần và ông Lộc Nguyễn đâu? Gửi màn hình bắt ra màu đi, sao đi vui vậy? Người đâu? Sao đen xì xì vậy? Người đâu rồi? Cam của em nó bị lỗi chị ạ. Nó lúc đầu nó sáng nhưng mà chuyển qua phòng khác giờ nó tối đen. Thế hả? Vâng ạ. Căng vậy. Em không biết tại sao. Mai, hôm sau em nghiên cứu nha. Tại vì mình vừa học mình vừa giao lưu chứ. Mình vừa giao lưu vâng. mình vừa kiếm người yêu để thành người yêu cũ chứ. Mình chơi mình không học, em... mình không có giao lưu gì hết. Rồi ok, tới ông Công Trần đâu rồi? Thôi luôn. Trời ơi. Hôm sau mình điều chỉnh trước đi nha. Mình để làm cho mình hoành tráng lên để mình thu hút các bạn, mình có được bao nhiêu khách hàng thì mình có, lỡ đâu mình bán cái gì thì sao? Thì mình sẽ có thêm khách hàng. Chứ mấy ông một giây gọi là bán hàng như hơi thở, mỗi giây phút mình xuất hiện ở đâu thì mình đều phải kiếm cách mình đẹp lên, mình hoành tráng lên. Mình phải đẹp nhất có thể để mình tóm lại là mình đẹp, mình xuất hiện trong cuộc đời này là mình phải đẹp. Còn lại để làm gì đến sau. Ok, bây giờ mình like phát đi. Like đi. 2, 3. Like. Rồi. 2, 3, thả tim. Rồi, ok. Để mua thường làm phát nữa nha. Để một xíu. Làm gì cho nó ngầu ta. Làm gì ngầu anh em biết không? Vậy hả? Trời sâu sợ vậy. Rồi ok, mình hai đi cho nó con nít chơi. Hai đi mấy ông, hai hết đi mấy ông, mở camera khoảng hai kỳ vậy. Chiến thấy 2 3. Rồi ok, có cái chiêu nào ngầu nữa không anh em? Chiêu nào ngầu nữa không? À cả lớp ơi, bây giờ mình khi mà mình xem video hướng dẫn, ví dụ như bộ hồi nãy Hương gửi cho mọi người ấy, mọi người xem thì mọi người nhớ bình luận xuống, mình like hết, mình bình luận xuống gì đó cho mọi người đã xem nha. Ví dụ anh Nguyên Vũ thì tìm một cái nick nào đó tên Nguyên Vũ, hoặc là bình luận xuống Nguyên Vũ đã xem. Tức là mình nhìn trong Zoom này hôm nay thấy vậy chứ mình cũng liếc qua tin tức của mình, cũng đã ghi nhận tên của một số anh chị em ở đây.
Tự nhiên cái lúc mà mình xem cái video trên YouTube mình phát hiện ra có ông nào comment vui chứ, theo mọi người là vui không? Vui chứ, tức là mình cũng đã xuất hiện trong một cuộc đời nhau thêm một lần nữa rồi, mình sẽ nhớ nhau chứ 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 mình không xuất hiện lần nào làm sao nhớ, không cần biết nhớ để làm gì, mà tóm lại là nhớ về nhau thì tốt. Mình sẽ có một cái tầng năng lượng nó cao hơn, tốt nhất là mình cứ kết nối với những người giỏi hơn để mình tầng năng lượng mình cao hơn. Mọi người biết đó, nhiều người học, nói tóm lại là nhiều người học tư duy nhiều, chắc chắn họ sẽ biết những cuốn sách như là Ai chia lưng cho bạn, Đạo diễn trước khi chết khác. Những cuốn sách đó là hay về cái việc xây dựng những mối quan hệ hay là những cái hòn đá tảng để mà mình sau này, ví dụ như thường thường ấy, trong cuộc đời mỗi người mình sẽ kiếm, mình tìm mọi cách để mình có một mối quan hệ tuyệt vời với những người, ví dụ như người doanh nhân, người bác sĩ, luật sư, công an nhà nước. Tóm lại là tìm những hòn đá tảng để gặp bất cứ một vấn đề gì mà người chỉ cần là lên tiếng là có người giúp, bất cứ nhu cầu gì là có người giúp. Nên hãy cố gắng xây dựng cho mình những hòn đá tảng và xuất hiện trong cuộc đời nhau nhiều nhiều ạ, để cho có người nhớ đến bạn là người quen nha. Nhớ vậy, tóm lại rút lại một chút và nhớ bình luận cho Hường một chút ở dưới cái video để Hường biết là mọi người đã xem, để có động lực chia sẻ nha. Ok không anh em? Mình ok tắt đi. Ok, ông nào không mở video thì viết xuống. Ok ok nha. Rồi ok. Ok rồi, ok. Thêm bây giờ mọi người, tại vì á trong cái group chat á có tới rất là nhiều, tức là đông anh em vô mà không biết sao hôm nay vô Zoom ấy, vô có 30 người, nên là để mà mình hôm sau vô Zoom cho nó đông hơn, mọi người cứ Zoom đông hơn, kết nối toàn cầu cơ mà, giao lưu toàn cầu, nên là anh em cứ chụp hình một phát, lấy cái điện thoại chụp hình cái Zoom đang có này, gửi trong group chat cho Sơn tụ, mọi người làm giúp Hường đi, làm khoảng cỡ tầm 30 giây đi, tức lấy cái điện thoại mình chụp cái màn hình như thế này nè, chụp cái màn hình lại xong mình gửi vô group chat đi cho nó vui. Group chat của mình đấy. À đúng rồi, tôi tiêu rồi, đâu có chế độ gửi đâu, nhận mục tiêu rồi đó, thôi để Hường tự gửi nha. Ok, thôi hôm sau Hường tôi biết cái gì anh em cứ vô tiêm một phát là được, tiêm một phát là được cho đỡ ồ. Bây giờ là tới phần giao lưu mở, anh em có thắc mắc hay hỏi gì mọi người cứ mở mic lên chia sẻ giao lưu nha. Ai muốn chia sẻ gì mở mic lên, hay là muốn hỏi đáp gì thì mở mic lên mình sẽ chia sẻ. Hường ơi, anh thấy Robbie Blanchard á, là ông claim á, là ông hiện giờ ông là số 1 bên Clickbank, tại vì ông chạy Facebook Ads. Ông là chuyên chạy Facebook Ads. Thì theo em á, hiện giờ mà Facebook Ads nó đang bóp như vậy thì ông cắt xuống luôn hả? Theo em. Anh hỏi về Robbie á. Ông Robbie hả? Ừ. Thực tế là mình cái câu đấy nó không dễ để trả lời, tại vì á Facebook nó có nhiều khía cạnh như nãy em nói á, thằng nào mập thì rất mập, còn thằng nào ốm thì teo héo luôn, chìm luôn. Nên là Facebook ấy nó ưu tiên cho mấy cái thằng agency, mấy cái thằng bự bự ấy, mấy cái thằng bị chi tiêu cho đó còn một tháng lên tới vài trăm triệu cho đến tỷ ấy, 2 tỷ vậy đó, thì mấy thằng đấy là chạy kiểu gì cũng không chết tài khoản, kiểu gì cũng mạnh, kiểu gì mang khách đó. Nhiều người bây giờ phải chơi cái chiêu hay là chơi chung 20-30 người chơi chung một cái tài khoản agency, chơi chung một cái vậy thì nó mới lên được. Thì nó tập trung vào những người chủ doanh nghiệp hơn, nên là chẳng biết ông nói cỡ nào, nên là nó không phải chết với người này nhưng lại bình thường đối với người khác. Nên là thằng nếu mà mình chơi cái Facebook của mình bé bé thì mình phải cố gắng nhiều hơn, chứ không phải là nó khó, chứ không phải là không thể. Mình vẫn có thể target, tại bây giờ mình vẫn có thể ngồi ở đây mình target tại Mỹ mà, chạy Facebook ấy, target tại Mỹ nó chạy hơi chậm thôi, với cả là mình phải kháng một số kỹ thuật, mình phải lắp này nọ thôi chứ vẫn được. Nên là mình tùy người, giỏi thì lên top, còn dở thì chìm luôn. Hường ơi, em theo trường phái nào? Phải có 2 trường phái. Trường phái thứ nhất gọi là free traffic và trường phái thứ hai là paid traffic. Thì em đi trường phái nào hiện giờ, cái trường phái của em? Em không biết trả lời câu này mọi người có buồn không, chứ em chơi cả hai. Thật là khó, rất khó câu nào mà tức là chơi cả hai. Cái nào em cũng phải pay hết á. Cái nào cũng phải có free traffic, mình phải sell nó. Free traffic có nghĩa là mình sell, mình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, mình tối ưu cho nó lên top Facebook, tối ưu cho lên top YouTube, tối ưu cho lên top của cái
Google hay tối ưu trên top Instagram. Tóm lại là tối ưu là không trả tiền. Đấy, sau đó thì mình phải đổ nó thêm một chút quảng cáo thì nó mới lên hẳn. Chứ bây giờ mình tối ưu không thì còn lâu nó mới lên. Còn tiền quảng cáo mà không tối ưu, không có làm retargeting là chết, là tốn. Nên là thường như bản thân mình thì chơi cả hai. Ví dụ YouTube mình vẫn xây kênh, mình vẫn SEO, mình vẫn share các kênh free traffic, nhưng mình vẫn đổ thêm một chút quảng cáo vô. Tương tự Facebook cũng vậy, mình cũng xây một cái fanpage lên tự nhiên 1-2 nghìn like, đổ thêm một chút quảng cáo vô. Về trường phái mà paid traffic á, là thì dùng Facebook ads á, thì Robby Blanchard. Còn thí dụ như là theo em những cái người mà đứng hàng đầu về Clickbank bây giờ là theo em là ai? Những cái ngoài ông đó ra theo em á, để mình không, chẳng biết cao thủ trên thế giới. Cao thủ trên thế giới thì mình cũng không biết được ai đâu anh. Không, chưa chắc là ổng, vì là có những cái cao thủ nổi, có những cao thủ chìm chứ. Nên là thường chạy quảng cáo thì mình có những người họ giỏi trùm Facebook, có những người giỏi trùm Microsoft, có những người lại trùm chạy Google. Nó tóm lại là mấy câu này Hương không trả lời, bởi vì trả lời rất là chung chung. Mình cũng biết là mọi người không có mong đợi câu trả lời đấy, nhưng mà sự thật nó là như thế mà. Mỗi người thì sẽ không, tại vì biết sao không? Tại vì tại vì anh coi những người hồi nãy trong Instagram á, thấy em đang follow những cái người như như Brunson về ClickFunnels là đúng rồi, nhưng còn thấy cũng follow một số người đó. Ý anh hỏi là hiện giờ những cái cao thủ mà để follow á, mình follow ấy là không phải họ làm Clickbank lắm nha. Hình như hầu hết những người khởi nghiệp họ làm Clickbank, sau này họ ít làm Clickbank lắm, bởi vì là họ làm mấy cái kênh khác giàu hơn nhiều. Clickbank là dành cho những người khởi nghiệp, mình thứ nhất là uy tín, thứ hai nó làm cho một cái cơ hội để mình rèn luyện cái kỹ năng. Thứ nhất là kỹ năng bán hàng, kỹ năng resell bay, bởi vì những cái trang bán hàng trên Clickbank ấy, nó làm rất là chuyên nghiệp và rất là đẹp, và nó được chứng minh rồi, qua doanh số rồi, nó đưa ra chỉ số bán được bao nhiêu, nên mình biết được bán gì, làm cái trang như thế là hay là ngon, thì mình học rất là nhiều từ Clickbank thôi. Nhưng sau này lên 1-2 năm rồi mấy ông cũng, thứ nhất là tự bán sản phẩm cho mình, thứ hai là có nhiều hệ thống mà nó dùng đoạn 7 con người đồ các kiểu, rồi tóm lại là họ sẽ kiếm được nhiều hơn rất là nhiều lần so với Clickbank, có thể là lên 20-30 lần so với Clickbank. Nên là sau này có thể là những cái hệ thống họ xây dựng Clickbank trước đây họ vẫn để đấy, nhưng mà họ sẽ phát triển những kênh khác, chứ họ không có phải quan tâm mấy đến cái nguồn thu nhập từ Clickbank đâu. Thấy được không anh Ghi? Rồi ok, anh em giao lưu mở tiếp thoải mái đi, ông nào chưa bước qua đời nhau thì bây giờ mình bước qua đời nhau phát đi. Em làm Clickbank bánh từ năm 2018 tới giờ thì những người em biết thì có thu nhập lớn nhất tầm khoảng bao nhiêu? 2018 là em mở khóa đào tạo đầu tiên, chứ không phải 2018 là em bắt đầu làm. Đấy, thì bây giờ như nãy đó, những cái bề nổi, những cái bạn sâu cho em thì em biết là bạn ấy có 20.000 đô một tuần, còn bạn không sâu thì sao biết được. Bạn sâu thì đấy, có bạn 20.000 đô một tuần, tức là đâu đó một tháng khoảng tầm 80.000 đô một tháng. Dữ rồi, đó. Quá dữ rồi. Tỷ 9, tỷ 8. Tóm lại là bây giờ mình cứ chia sẻ vậy đó. Mình chia sẻ thật sự là cái chia sẻ con số đấy, cho cả lớp lấy cảm hứng mà làm. Chứ còn Chứ bình thường cũng không có chia sẻ số ra bên ngoài, bởi vì bản thân các bạn làm nhiều đơn, các bạn cũng không có muốn mình chia sẻ danh số của các bạn. Thứ nhất là không muốn bị làm phiền, cái thứ hai là có nhiều cái vấn đề đó, có nhiều cái vấn đề liên quan tới cái việc là các bạn rút tiền qua khoản ở đâu, rút tiền qua kênh nào. Nhiều khi rút tiền các mọi người cứ tưởng tượng đi, tháng nào cũng về tỷ 8, tháng nào cũng về tỷ 8 là tài khoản ngân hàng chết không? Chết ngay. Sợ thuế. Chốn thuế thứ nhất là ý là đóng thuế thì cũng được. Thế các bạn có thể chấp nhận đóng thuế, nhưng mà có những cái khoản chi á, mình thu về thì họ thấy rồi, nhưng khoản chi á thì có những khoản khó chứng minh lắm. Thì nó cũng hơi căng cái vụ là mình biết nào để chứng minh những cái khoản chi của mình, và mình đóng thuế nó bị sai đi á. Nên mình tìm cách các bạn vẫn đóng thuế mà phải đi né tí, chứ có những khoản không chứng minh thiệt, không chứng minh được thiệt. Thì tóm lại là thôi, bây giờ anh em quên cái chuyện thuế đi, quên đi, bây giờ còn lâu mới thuế mới sợ gáy. Ông nào được thuế sợ gáy đó là hơn
gọi là mình đã lên level rồi, người ta mới ấy. Rồi, ok. Rồi, ông nào mở mic lên chia sẻ phát nữa đi. Hello anh Hưng. À, xin chào Hường và các anh chị em ha. Thì cho Hưng hỏi một câu nữa là, thì nãy Hường có nói có nhiều cái kỹ năng á mà mình cần phải phát triển để phát triển cái affiliate. Thì như vậy thì những người mới thì họ cần phải tập trung vào những cái kỹ năng nào đầu tiên để mà có thể có đại khái là có thể có những cái thu nhập sống sót trong giai đoạn đầu. Có nghĩa là mình vẫn xây cái lâu dài nhưng mà mình cũng cần có những cái chiến lược nó ngắn hạn. Ngắn hạn đúng không? Đầu tiên, còn kỹ năng đầu tiên hả? Cho người mới thì có khá là nhiều đấy. Đấy, tuy nhiên là bây giờ mình người mới thì anh có tài khoản Clickbank chưa? Chút nữa mình tạo. Đấy. Thì bây giờ anh học là bây giờ mình thử cảm giác đi, mình test thị trường, mình chơi là mình lên tạo một cái tài khoản Clickbank. Xong mình lấy một cái link. Ví dụ như mình lấy một cái sản phẩm nó giúp cho người ta giảm cân. Những người mà muốn dùng eo nhỏ đi, ví dụ giảm cân. Thế anh copy cái đường link mà là affiliate của anh đấy. Anh lên mấy cái group Facebook, mấy cái group người ta đang quan tâm tới giảm cân, người ta muốn giảm cân mỗi ngày ấy. Xong mình kiếm một cái Facebook tiếng Anh. Mình giả bộ, mình chia sẻ một chút vào cái bí kíp của tôi nè. Tôi nó đã hiệu quả với tôi, bạn thử xem. Thí dụ người ta đang tham mà bụng bự quá, thì mình thử comment bài để mình biết cảm giác của cái việc mà họ click vào cái link của mình nó như thế nào, rồi người ta có trả lời comment của mình hay không. Rồi mình cứ chat, mình cứ gửi một cái link thử xem nào, chứ cái không phải là phương pháp lâu dài nha. Mình gửi thử để mình test, mình cảm nhận thử nó như thế nào, người ta chat trả lời để mình test thôi. Đấy, đã là cái bước số 1. Rồi cho mà mình thấy được người ta click, có người ta quan tâm thật, người ta có click mình vào link mình thật, để mình thấy các chỉ số nó lên. Đấy, mình tìm cách làm nào để cái link đấy đưa đến nhiều người. Ông nào biết kỹ năng quảng cáo sơ sơ rồi, điểm mạnh cái gì á thì bắt đầu điểm mạnh đấy. Ví dụ như mình đã biết sơ sơ quảng cáo Facebook thì mình chơi Facebook, sơ sơ Google chơi Google, sơ sơ YouTube chơi YouTube, sơ sơ Microsoft thì chơi cái đấy. Mình mạnh cái nào mình chơi cái đấy trước thôi. Okay. Vậy thôi, bây giờ anh em cứ làm đi ha, tuần sau mình sẽ gặp lại. Bài tập hôm nay là cái lớp mình về mình xem mấy cái xem video, xem xong video nào viết xuống đã xem video đấy nha, để Hùng biết với. Xem hết 12 video thì viết xuống 12 lần. Đừng ngại cái chuyện viết xuống không có tốn tiền, mà mình sẽ cảm thấy là mình bước qua đời nhau thêm một lần nữa. Chứ còn viết xuống là nó không có tốn tiền, nó không có làm tốn gì mình hết, mình cứ viết xuống thôi. Hẹn gặp lại giờ này tuần sau nha, anh em nhớ lịch. Nhớ lịch nha. Nhớ lịch ok không? Và ép thêm những người bạn của mình vô, mình hỏi thử người ta thích, hoặc là cứ ép vô thôi. Ép vô thôi để họ vô, Hường chia sẻ cứ thoải mái như thế này thôi mà. Ok, chúc cả nhà một buổi tối tuyệt vời và rất là vui. Và cảm ơn cả nhà đã dành thời gian có mặt tại đây ngày hôm nay. Bye bye. Bye bye, bye, bye nha.